Phượng xin kính chào quý vị đến với chương trình Những vấn đề của chúng ta hôm nay. Xin được kính mời quý vị theo dõi những vấn đề kinh tế tài chánh của Hoa Kỳ với tiến sĩ Tạ Cự Hải trong phần 1. Đặc biệt, anh Võ Thành Nhân sẽ tham vấn với tiến sĩ Tạ Cự Hải về lãi suất ngân hàng, vị trí chiến lược của đồng đô la, nội lực kinh tế Hoa Kỳ hiện nay và những bài toán đang cần đáp số về nền kinh tế đang trên đường hồi phục tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Vào phần 2, Bích Phượng xin mời quý vị theo dõi cuộc tiếp xúc của Võ Thành Nhân với ký giả Nguyễn Văn Khanh để nhằm tìm hiểu chuyến công du tại 4 quốc gia Á Châu trong cuối tháng 4 của Tổng thống Obama. Việc thăm viếng Việt Nam sẽ như thế nào và lý do tại sao không có Việt Nam trong danh sách các quốc gia mà Tòa Bạch Ốc thông báo trong chuyến đi sắp tới của Tổng thống Hoa Kỳ. Để mở đầu, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi cuộc tiếp xúc của Võ Thành Nhân với tiến sĩ Tạ Cự Hải. Xin được cảm ơn Bích Phượng và kính thưa vị, để mở đầu cho chương trình Những vấn đề Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay về vấn đề kinh tế và tài chính thì chúng tôi xin được tiến sĩ Tạ Cự Hải có thể cho biết rằng vấn đề lãi suất ngân hàng hiện nay có những điểm gì đáng chú ý vậy thưa ông? Thưa anh Võ Thành Nhân và kính thưa quý khán giả, kinh tế Mỹ luôn luôn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó có vấn đề lãi suất. Kinh tế Mỹ phục hồi hiện tại trong cái vận tốc rất là chậm chạp và trong vòng 3-4 năm vừa rồi như quý vị đã thấy. Chính vì vậy mà lãi suất Hoa Kỳ tiếp tục ở vị trí rất thấp, coi như gần 0.25% theo Quỹ Dự trữ Liên bang Trung ương mà quý vị biết. Thì cái lãi suất này trong mấy năm gần đây quý vị thấy không có sự thay đổi đáng kể. Mục đích là lãi suất để giúp cho các doanh nhân, các xí nghiệp nhỏ có thể vay tiền vốn từ các ngân hàng cũng như các lĩnh vực tư khác. Ngoài ra thì lãi suất thấp cũng ảnh hưởng tới vấn đề vay tiền mua bán nhà cửa vân vân, hoặc là vay tiền mua xe hơi vân vân. Chính những yếu tố đó giúp cho kinh tế Mỹ phục hồi một cách nhanh chóng hơn. Và tới giờ phút này thì kinh tế Mỹ trên đường phục hồi nhưng chưa có tính bền, chính vì vậy mà lãi suất tiếp tục ở mức thấp, thưa quý vị và thưa anh Võ Thành Nhân. Nếu mà chúng ta nói như vậy thì vấn đề mà thế lực của các ngân hàng của Hoa Kỳ hiện nay có phần nào nó ảnh hưởng đến cái uy thế về chính trị của Hoa Kỳ trên thế giới như những năm vừa trước hay không vậy thưa anh? Dạ thưa anh Võ Thành Nhân và thưa quý khán giả, ngân hàng Hoa Kỳ vẫn là một trong những đơn vị người ta dùng để đo lường cái sức mạnh kinh tế của Hoa Kỳ cũng như về tài chính của Hoa Kỳ, chẳng những tại Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới. Trong một cuộc trắc nghiệm vừa rồi của Quỹ Dự trữ Liên bang, người ta trắc nghiệm 30 ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ thì trong đó có 25 ngân hàng đã qua cái sự trắc nghiệm về sức chịu đựng tài chính của các ngân hàng. Ngoài ra chỉ có ngân hàng Citigroup và 4 ngân hàng nhỏ hơn thì không qua cái test đó được. Chính vì vậy mà nói chung thì cái sức mạnh của ngân hàng ở Mỹ tương đối rất là tốt và cái sự quản trị của ngân hàng tại Mỹ rất là chặt chẽ so với bất cứ một quốc gia nào khác trên thế giới. Đặc biệt tại Âu Châu cũng như tại Á Châu và những các nước chậm tiến nữa. Chính vì vậy kinh tế Mỹ luôn luôn ảnh hưởng tới quốc tế và ngân hàng Mỹ luôn luôn ảnh hưởng tới hệ thống tài chính của châu Âu cũng như tại các nước Á Châu và các nước khác trên thế giới. Và đồng đô la như thế nào thưa anh? Đồng đô la có còn là một cái tiêu chuẩn để mà đo lường cái sự vận hành về tiền tệ tại Âu Châu và tại Á Châu không vậy thưa anh? Dạ từ ngày thưa anh Võ Thành Nhân và thưa quý thính giả, từ ngày mà người ta không còn dùng kim bản vị tức là vàng bạc để mà đo lường cái sức mạnh của kinh tế một nước thì kể từ đó người ta dùng cái đồng đô la của Mỹ. Đồng đô la của Mỹ không đặt căn bản trên vàng nữa mà đồng đô la của Mỹ đặt căn bản ở trên sức mạnh của kinh tế Mỹ. Sức mạnh kinh tế Mỹ trong dù hoàn cảnh nào quý vị cũng thấy có sự chao đảo do những cái biến cố thời sự hàng ngày, nhưng mà kinh tế Mỹ luôn luôn là kinh tế mạnh nhất trên thế giới và dẫn đầu thế giới, do đó đã ảnh hưởng rất là sâu xa đối với kinh tế Âu Châu cũng như Á Châu và các nước chậm tiến khác như Phi Châu vân vân trên thế giới. Và nếu mà chúng ta nói như vậy thì mỗi ngày chúng ta thấy được đó là cái hệ thống tiền tệ trên thế giới đó, có đồng euro, rồi có đồng bạc của đô la của Mỹ và có đồng nhân dân tệ của Trung Cộng và có đồng yen của Nhật Bản. Thì như vậy là trên thế giới có thật sự là họ muốn dùng chung một cái đơn vị về tiền tệ không vậy thưa ông? Trên thực tế thì mỗi một quốc gia trên đà phát triển tương đối nhanh như là Trung Quốc hoặc là Nhật Bản hoặc là Đức vân vân đều có tham vọng là muốn đồng tiền của mình trở nên quan trọng nhất trên thế giới.
Nhưng mà trên thực tế là người ta cũng đã đưa ra vấn đề này, tức là tìm một cái đơn vị tiền tệ mới để thay thế cho đồng đô la của Mỹ, nhưng mà sự đó không có thực hiện được trong vòng 10-20 năm vừa rồi. Và chính vì vậy ngày nay người ta cũng nghĩ rằng là nếu muốn thực hiện cái điều đó thì cũng phải tốn 10-20 năm nữa mà cũng chưa chắc làm được gì. Và ở vị trí hiện tại cũng như trong tương lai gần thì đồng đô la của Mỹ vẫn tiếp tục vẫn là cái đơn vị tiền tệ chính cho toàn thể thế giới. Đồng euro không có vị trí đó. Đồng euro thì có vị trí của họ tại Liên hiệp Âu Châu, nhưng mà bởi vì kinh tế của họ cũng như hệ thống tài chính họ chao đảo, chính vì vậy mà họ không thể nào mà đi xa hơn nữa được. Như vậy là chúng ta nói tới cái nội lực kinh tế và tài chính của Hoa Kỳ hiện nay và trong tương lai, những cái điều gì nó sẽ là cái nền tảng căn bản dựa trên vấn đề địa ốc, kỹ nghệ, điện toán, viễn thông, nhiên liệu, năng lượng và kỹ nghệ xe hơi, vân vân. Thì thưa anh Võ Thành Nhân và kính thưa quý khán giả, cái nội lực kinh tế của tài chính và tài chính của Hoa Kỳ hiện nay là và trong tương lai sẽ là những nền tảng dựa trên, quý vị thấy Hoa Kỳ luôn luôn có hai cái ngành kỹ nghệ mà rất là quan trọng, nó đưa kinh tế Hoa Kỳ đi lên hoặc nó lôi kinh tế Hoa Kỳ đi xuống, đó là kỹ nghệ xe hơi và kỹ nghệ địa ốc. Thì trong nhiều trường hợp quý vị đã thấy trong lịch sử Mỹ là hai kỹ nghệ này đã từng đưa cho Hoa Kỳ, kinh tế Hoa Kỳ đi xuống và cũng từng đi lên, và trong kỳ vừa rồi cũng vậy. Nhưng mà kinh tế Mỹ luôn luôn phục hồi nhờ hai kỹ nghệ này. Xe hơi vẫn bán trên toàn, chẳng những toàn nước Mỹ mà bán xe hơi trên toàn thế giới. Và kỹ nghệ địa ốc vẫn là cái nơi mà người Mỹ căn cứ vào để mà giúp cho sự cải thiện kinh tế, là bởi vì dân Mỹ là cái dân mà ăn ở rất là sang, mua nhà mua cửa rất lớn, rộng rãi, cũng giống như xe hơi, quý vị thấy mỗi người một hai chiếc xe hơi, còn mỗi cái nhà rộng chứa khoảng 10-20 người, mà thiệt sự người Mỹ ở có 1-2 người thôi. Chính vì vậy mà cái nhu cầu kinh tế của Mỹ nó đặt nặng vào vấn đề cải thiện của thị trường địa ốc cũng như thị trường kỹ nghệ làm xe hơi của Mỹ. Cho nên hai cái kỹ nghệ đó rất là quan trọng. Ngoài ra điện toán, ngành điện toán của Mỹ luôn luôn dẫn đầu thế giới, ngành viễn thông cũng dẫn đầu, vấn đề nhiên liệu nước Mỹ và năng lượng của nước Mỹ thì hiện tại là một trong những nước có nhiều tương lai nhất để sản xuất dầu khí Shell trong vòng 1-2 năm tới, và tới năm 2020 theo cơ quan năng lượng của quốc tế thì cho biết rằng Mỹ sẽ dẫn đầu trong việc xuất cảng các cái nhiên liệu này. Thì đó là những cái điều quan trọng của nước Mỹ mà nó giúp cho kinh tế Mỹ trường tồn mạnh mẽ và ảnh hưởng quan trọng tới các nơi trên thế giới. Và tiếp theo thì tiến sĩ Tạ Cư Hải có thể cho biết rằng cái đáp số của bài toán về công ăn việc làm, chỉ số thất nghiệp cho những người đang thất nghiệp hiện nay nó có chưa tiến sĩ Tạ Cư Hải, và nếu mà chúng ta có cái cách giải bài hiện nay đó thì cái cách giải đó ra sao vậy thưa tiến sĩ? Thưa anh Võ Thành Nhân và kính thưa quý khán giả, như quý vị biết là cái công thức tính tỷ số thất nghiệp của nước Mỹ nó gồm có hai phần. Phần thứ nhất là những người có công ăn việc làm, và phần thứ nhì là những người thất nghiệp không có công ăn việc làm nhưng đang đi tìm việc làm. Thì chúng ta không kiểm soát được cái phần mà những người thất nghiệp đi tìm việc làm. Chính vì vậy mà công thức tính thất nghiệp nó không là công thức hoàn hảo, và quý vị thấy nó có sự sai lạc mà người ta chưa có giải pháp chính thức. Thì chính vì vậy bà Janet Yellen, tân chủ tịch của Quỹ Dự trữ Liên bang, gần đây đã cho biết quan điểm mới của Quỹ Dự trữ Liên bang là không căn cứ vào cái tỷ số thất nghiệp để mà tiên đoán về kinh tế Mỹ, mà phải căn cứ vào số lượng người có công ăn việc làm để mà đo lường cái sức mạnh của kinh tế Mỹ. Và sức mạnh của kinh tế Mỹ mà như quý vị đã biết đó, thì là sức mạnh này phải căn cứ công ăn việc làm. Muốn cải thiện, muốn phục hồi kinh tế Mỹ phục hồi thì phải phục hồi cái thị trường việc làm của nước Mỹ, là bởi vì thị trường việc làm giúp cho mỗi người sẽ có công ăn việc làm, tức là họ có lợi tức nhiều hơn, tức là họ có cái mãi lực lớn hơn, họ có khả năng tiêu thụ lớn hơn, do đó họ giúp tiêu thụ hàng hóa, do đó hàng tồn kho sẽ giảm xuống, do đó các công ty, các kỹ nghệ phải gia tăng giờ làm việc hoặc là mướn thêm người, và do đó thì tạo cho nhiều dân chúng có thêm công ăn việc làm, có thêm lợi tức và có thêm mãi lực, và chính vì vậy mà tiếp tục mua bán hàng hóa, tiêu thụ hàng hóa, và do đó nó kích thích kinh tế Mỹ tiếp tục đi lên. Đó là cái lý do chính mà người ta phải căn cứ vào công ăn việc làm tại nước Mỹ thay vì tỷ số thất nghiệp. À, khi mà chúng ta cũng được biết rằng là hiện nay chúng ta có một cái nền kinh tế chính mạch, có nghĩa là nền kinh tế mà có thể là làm cho thế giới an tâm, vì lý do chúng ta có khoa học, chúng ta có kỹ nghệ, chúng ta có kỹ thuật, và chúng ta luôn luôn có những cái điều mà mới nhất để mà phục vụ cho cái nền văn minh của nhân loại. Kính thưa anh,
anh có thể cho biết rằng là hiện nay với những cái điều vững vàng như vậy, có liệu có được trường tồn hay không, hay là trong tương lai nó có một cái quốc gia nào đó hay là có một cái điều kiện gì đó làm thay đổi cái sự hiện hữu của Hoa Kỳ về cái sức mạnh về kinh tế không? Thưa anh Võ Thành Nhân và kính thưa quý khán giả, hẳn nhiên là mỗi một quốc gia có những cái đặc sản của họ mà có thể là sức mạnh kinh tế của chính quốc gia họ. Nhưng mà nếu nói chung một cách tổng thể thì kinh tế Hoa Kỳ là một kinh tế hùng mạnh nhất trên toàn cầu, là bởi vì Mỹ có rất nhiều tài nguyên, có tài nguyên thiên nhiên, tất cả các hầm mỏ nhiên liệu cũng có, hầm mỏ than cũng có, mỏ thép cũng có, vân vân. Ngoài ra thì người Mỹ có công nghệ, có technology, có khoa học, có kỹ nghệ, có kỹ thuật, và cái tài nguyên về nhân văn của nước Mỹ rất là quan trọng. Nước Mỹ có rất nhiều nhà khoa học, có rất nhiều cái chương trình giáo dục tại các đại học Mỹ mà nó giúp cho cái sự khảo cứu cũng như tìm tòi những cái sáng kiến mới để mà giúp cho sự phát triển kinh tế Mỹ, chẳng những tại nước Mỹ mà cho cả nhân loại. Thì đó là những cái yếu tố chính mà nước Mỹ sẽ tiếp tục trường tồn. Dĩ nhiên là nước khác có quyền cạnh tranh với nước Mỹ, nhưng mà thưa quý vị, cái sự cạnh tranh này đã chứng tỏ trong nhiều trăm năm, trong vài trăm năm vừa qua, chưa thấy có một nước nào theo kịp nước Mỹ cho tới giờ phút này, và trong tương lai gần chúng tôi cũng chưa thấy cái hy vọng nào cho những nước khác. Xin được cảm ơn tiến sĩ Tạ Cư Hải. Nhưng mà trước khi chấm dứt chương trình ngày hôm nay thì anh có thể cho biết rằng là nhà băng ở America nó bị phạt như thế nào vậy thưa anh? Dạ thưa anh Võ Thành Nhân và kính thưa quý vị, quý khán giả của SBTN, mỗi ngày hôm qua thì chính phủ, đặc biệt là cơ quan của chính phủ gọi là The Consumer Financial Protection Bureau, văn phòng bảo vệ tài chính của giới tiêu thụ đó, thì họ đã ra một cái lệnh là ngân hàng Bank of America phải trả 727 triệu Mỹ kim cho một số khách hàng mà ngân hàng này đã áp dụng những cái phương thức hành động một cách bất hợp pháp. Khoảng 1 triệu 9 người khách hàng của Bank of America đã bị công ty này, đã bị ngân hàng này tính những cái số tiền phí tổn như là monitoring về credit của họ, hoặc là credit reporting services. Những cái chuyện đó thiệt sự ra là người dân, người khách hàng chưa bao giờ được thụ hưởng cái điều mà vẫn bị sạc tiền. Thì cái chuyện đó thì bị ngân hàng đã bị cơ quan bảo vệ tiêu thụ đã phạt 459 triệu. Ngoài ra khoảng 1,4 triệu người khách hàng khác thì họ là nạn nhân của những cái chiến dịch tiếp thị của ngân hàng Bank of America, như là tạo ra những sản phẩm mà họ không bao giờ dùng, ví dụ như là credit protection services chẳng hạn. Thì tất cả những điều đó đã trở thành một cái phí tổn lớn cho khách hàng mà họ không có hề hưởng thụ cái service đó. Chính vì vậy mà công ty Bank of America cũng đã bị phạt 268 triệu Mỹ kim nữa. Xin được cảm ơn tiến sĩ Tạ Cư Hải. Xin cảm ơn anh Võ Thành Nhân và cảm ơn quý khán giả SBTN. Kính chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo thương mại. Trước hết xin kính chào anh Nguyễn Văn Khanh. Dạ vâng, từ Washington một lần nữa tôi là Nguyễn Văn Khanh cũng xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SBTN và gửi lời chào đến anh Võ Thành Nhân. Khi mà chúng ta nói tới những vấn đề của chúng ta đang quan tâm hiện nay đó, thì những cái vấn đề đó có liên quan tới Á Châu, từ Hoa Kỳ. Nếu mà chúng ta nhìn về Á Châu thì những cái điều gì mà chúng ta cần phải biết vậy thưa anh? Tôi nghĩ rằng là hầu như là mọi người đều nghĩ là Hoa Kỳ bây giờ đang bận rộn ở nhiều chuyện, bận rộn ở vấn đề Ukraine, bận rộn ở vấn đề Trung Đông, bận rộn ở vấn đề Iran, vân vân và vân vân, và quên đi cái câu chuyện của châu Á Thái Bình Dương. Tôi là có một cái nhìn khác. Tôi nghĩ rằng là những cái chính sách, cái kế hoạch mà Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã thực hiện ngay từ những ngày đầu tiên khi mà ông vừa mới giơ tay tuyên thệ để trở thành vị Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ cho đến bây giờ. Thưa với anh và thưa cùng với là quý vị khán thính giả của SBTN, câu chuyện kéo dài cũng đã 5 năm. Và trong 5 năm đó thì tất cả mọi chuyện đã định hình. Tôi thấy rõ ràng là Washington muốn quay về với lại châu Á Thái Bình Dương, bất kể rằng là Hoa Kỳ đã bận rộn chính trị ở những nơi khác. Tôi cũng nhìn thấy là Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dường như là ông muốn để lại một cái kỳ tích trong lịch sử. Cái kỳ tích đó, ông là vị Tổng thống đầu tiên xuất thân từ Thái Bình Dương, và ông là vị Tổng thống đầu tiên đưa lại cái kế hoạch để Hoa Kỳ tái hiện diện ở châu Á Thái Bình Dương. Nói một cái khác thì tôi thấy bận rộn ở đâu thì bận rộn, quả thật là có mất thì giờ ở những nơi khác. Nhưng mà nếu bảo rằng là vì như vậy mà cái câu chuyện của Hoa Kỳ, hay là cái kế hoạch của Hoa Kỳ, cái chính sách của Hoa Kỳ, hoặc là giảm bớt đi cái vai trò của Hoa Kỳ ở châu Á Thái Bình Dương, thì câu trả lời của tôi là không, thưa anh Võ Thành Nhân.
Và cũng kính thưa vị, cũng thưa với anh Khanh rằng là khi chúng ta nói tới ông Tổng thống Barack Obama đến thăm các nước Á Châu vào tháng 4 đó, thì lúc đầu hồi đầu năm 2014 chúng ta được biết rằng hình như là trong đó có cái danh sách của Việt Nam, hoặc là có thể có Việt Nam để mà ông ta thăm viếng. Nhưng có thể vì lý do là 30 tháng 4, tháng 4 đen của cái lịch sử Việt Nam mà tế nhị ông ta không có trong cái chuyến đi sắp tới không vậy thưa anh? Không, tôi nghĩ rằng là chưa chắc đó là bởi vì lý do là ngày 30 tháng 4. Bởi vì khi mà nói đến ngày 30 tháng 4 thì người ta đừng quên rằng là một đã từng có những phái đoàn của Hoa Kỳ vào Việt Nam vào ngày 30 tháng 4. Cái câu chuyện của 5-7 năm trước đây là cái câu chuyện mà hầu như là cả thế giới đều nhớ. Thượng nghị sĩ John McCain có mặt ở Việt Nam vào đúng ngày 30 tháng 4. Và hôm đó ông bảo rằng là cái cuộc chiến đã chấm dứt, và ông nói thẳng ngay tại Hà Nội. Ông bảo là rất tiếc là cái phe đáng ra không xứng đáng để thắng thì là phe có thể thắng cuộc chiến. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama có thể ông vào Việt Nam để ông mở một cái trang sử mới, một cái trang sử hoàn toàn mới cho chính sách của Hoa Kỳ đối với lại Việt Nam. Nhưng mà thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của SBTN, không đến mức mà ông phải làm cái điều đó. Lý do rất là dễ hiểu. Tôi để ý thấy là tất cả các vị tổng thống Hoa Kỳ đã từng đến Việt Nam, họ thường bao giờ cũng đến Việt Nam vào cái năm cuối cùng trước khi họ rời Tòa Bạch Ốc. Lý do cũng là rất dễ hiểu. Tôi còn nhớ là ông Kirk Campbell là phụ tá của bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton, đã có lần ông bảo với tôi. Ông bảo rằng là cái chuyện của Việt Nam là một cái câu chuyện mà Hoa Kỳ phải cân nhắc. Cân nhắc đừng để cho Việt Nam không gây khó khăn cho Việt Nam là điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ nhì, không đẩy Việt Nam đến chỗ mà phải chọn lựa bạn. Tức là không phải đẩy Việt Nam đến chỗ chọn lựa giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cái khéo léo đó sẽ được thể hiện qua cái chuyến viếng thăm của Tổng thống Barack Obama. Chuyến viếng thăm đó đừng bao giờ nghĩ sẽ diễn ra vào năm 2014, cũng đừng bao giờ chờ đợi sẽ diễn ra vào năm 2015. Tôi nghĩ rằng là sớm nhất thì cũng phải đầu năm 2016, là chưa kể tôi đang nghĩ đến cái chuyện tháng 12 của năm 2016 thôi, Võ Thành Nhân. Và khi mà chúng ta nói tới đi thăm Á Châu đó, thì có nghĩa là ông Tổng thống Barack Obama kỳ này không thăm Việt Nam, cũng có nghĩa là tại vì Việt Nam không phải là một trong những đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ. Anh có thể cho biết rằng nếu mà chuyến đi sắp tới vào tháng 4 sắp tới đây đó, thì trong đó chúng ta nhìn thấy có 4 đồng minh chiến lược. Anh có thể phân tích cho biết đó là lý do tại sao ông Obama đến Á Châu không vậy? Anh Võ Thành Nhân đặt một cái câu hỏi rất hay và anh nói rất là đúng. Thì anh nói rằng là Việt Nam chỉ là một quốc gia bạn nhưng mà chưa phải là đồng minh chiến lược của Washington. Nếu mà chúng ta nhìn thấy trong cái chuyến đi mà Tổng thống Barack Obama sẽ thực hiện trong vòng 2 tuần lễ tới, thì thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của SBTN, ông ghé qua toàn là những quốc gia mang cái tính chiến lược đối với lại Hoa Kỳ. Tôi lấy một thí dụ, chẳng hạn như là ở Malaysia. Malaysia ông sẽ là vị Tổng thống đầu tiên trong vòng 50 năm, vị Tổng thống Mỹ đầu tiên trong vòng 50 năm qua đặt chân đến Malaysia. Trước đây ông đã từng cam kết là ông sẽ đến Malaysia, nhưng vì lý do này lý do khác, ông không thực hiện được chuyến đi. Lần này thì ông đến Malaysia, và cũng nên nhớ một điểm quan trọng. Malaysia cũng như Indonesia là một quốc gia Hồi giáo. Hoa Kỳ đang muốn tận dụng những quốc gia Hồi giáo mang tính cấp tiến, mang tính cởi mở để chứng tỏ cho mọi người thấy thì đúng hơn. Tức là Hoa Kỳ ủng hộ những lập trường mang cái tính cấp tiến và cởi mở đó, và không chấp nhận cái lập trường mang tính bảo thủ, cực đoan, lợi dụng tôn giáo ở những quốc gia Hồi giáo khác. Đó là một cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì đó là tôi lại nhìn thấy ở tại Philippines. Đây cũng là ông đến Philippines hồi năm ngoái, thì ông đã hứa ông đến Philippines, rồi vì những cái lý do chính trị ở ngay tại trong nước khiến cho ông không thể thực hiện cái chuyến đi mà ông mong muốn. Lần này ông đến Philippines để thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của SBTN, không chỉ là để nhắc nhở cho mọi người biết là Philippines là quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ, mà còn nhắm tới hai điều nữa. Một điểm đầu tiên là nói với lại Trung Quốc là Philippines và Hoa Kỳ có một cái hiệp ước quân sự mà khi ông đến là hai bên sẽ ký kết với nhau. Trong cái hiệp ước đó, trong trường hợp mà Philippines gặp khó khăn, bị gây rơ hấn bởi một quốc gia khác, thì Hoa Kỳ sẽ nhảy vào để bảo vệ cho Philippines, giống như là lời tuyên bố mà ông Chuck Hagel vừa mới nói cách đây hồi đầu tuần này ở tại Tokyo. Tức là chính phủ Hoa Kỳ sẽ có trách nhiệm và bổn phận bảo vệ Nhật Bản. Đó là một cái điểm thứ nhì. Cái điểm thứ ba nữa, thưa với anh và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, cái trạm dừng chân của ông thì đương nhiên không bao giờ rời khỏi vùng Đông Á. Ông đến Nhật Bản, ông đến Nam Hàn, nhưng mà ông lại không đến Bắc Kinh. Thành ra người ta không thấy ngạc nhiên khi mà cách đây độ chừng vài tuần lễ, đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ là bà Michelle Obama ghé thăm Bắc Kinh. Bà ghé thăm Bắc Kinh để cho ông chồng có một cái cơ hội đi thăm những quốc gia đồng minh chiến lược ở vùng châu Á-Thái Bình Dương mà chúng tôi vừa mới nói đến, thưa anh Võ Thành Nhân.
Và khi mà chúng ta nói đến những đồng minh chiến lược thì trong tương lai có thể Việt Nam có thể trở thành đồng minh chiến lược hay không, vấn đề đó chúng ta không biết. Nhưng mà đã có một số tin tức vào ngày 8 và ngày 9 tháng 4, sau khi mà ASEAN, những người đại diện Bộ Quốc phòng của những quốc gia trong khối ASEAN họp với lại ông Chuck Hagel tại Hawaii, thì người ta tiên đoán rằng sẽ có những cuộc thao dượt kỳ quân sự của Mỹ và Việt Nam. Anh nghĩ sao về vấn đề này? Trước hết là tôi thấy em Võ Thành Nhân đặt ra rất nhiều câu hỏi trong cùng một câu hỏi. Cái câu hỏi đầu tiên tôi phải trở lại cái câu chuyện của Hawaii, tức là cái phần cuối cùng đặt ra là những cái cuộc thao diễn nó có diễn ra hay không. Câu trả lời đến cuộc thao diễn quân sự giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã diễn ra, và đã diễn ra cách đây 5-7 năm rồi. Cách đây một vài tuần lễ cũng đã có một cuộc thao diễn diễn ra ngay tại Việt Nam. Thưa với anh và thưa cùng với là quý vị thính giả, có rất nhiều cái mức độ của thao diễn. Cái mức độ hiện tại đối với lại chính phủ Việt Nam thì vẫn là những cái cuộc thao diễn cứu hộ, chứ không phải là thao diễn mà có bắn đạn thật, hay là thao diễn là có để thử nghiệm khả năng quốc phòng của từng quốc gia. Đây chỉ là những cuộc thao diễn tập dượt để mà trong trường hợp nguy kịch, trong trường hợp bị động đất, bị sóng thần vân vân và vân vân, hoặc là trong trường hợp là có tàu cần cấp cứu ở ngoài biển, thì là hai quốc gia nên phải làm thế nào để mà hợp tác với nhau để làm những công việc mang tính nhân đạo đó. Cái điểm mà người ta chờ đợi tức là làm sao để mà có được những cuộc thao diễn về mặt quân sự đúng nghĩa của nó. Thì lúc đó lại trở lại cái phần đầu câu hỏi anh Võ Thành Nhân đặt ra, tức là không biết đến khi nào thì liệu là Việt Nam sẽ trở thành một đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ. Tôi thấy là ai cũng đặt ra cái câu hỏi này cả, và không phải một mình Võ Thành Nhân đâu. Và cái câu trả lời của phía bên hành pháp, của phía bên tòa Bạch Ốc, của phía bên Bộ Quốc phòng, lẫn là của phía bên Bộ Ngoại giao, là họ nói rất là rõ ràng cái vấn đề đó là tùy, và tùy ở cái câu chuyện của Việt Nam. Việt Nam biết là Hoa Kỳ sẵn sàng đi xa hơn với mình, nhưng mà với một điều kiện là ngay chính Việt Nam cũng phải đi những cái bước để mà cho Hoa Kỳ tin tưởng là Việt Nam sẽ là một người bạn để mà có thể đi xa được với mình. Cũng nhân tiện đây thì cũng thưa với anh Võ Thành Nhân và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, là chúng tôi xin phép được nhắc lại cái câu chuyện của mới hồi năm ngoái, mùa hè năm ngoái, hôm đó thì hình như là tôi nhớ không lầm thì có cả anh Võ Thành Nhân. Lúc đó là chúng tôi có được gặp Thượng nghị sĩ Chuck Hagel, ông chưa được đề cử để làm người lãnh đạo Tổng trưởng Quốc phòng. Nhưng mà lúc đó thì chúng tôi đã đặt một câu hỏi với ông rằng là theo ông nghĩ thì cái quan hệ của Việt Nam và Hoa Kỳ có nên đi nhanh hơn không? Thì ông trả lời của ông bảo rằng là ông nghĩ là không cần phải đi nhanh. Cái lý do rất là dễ hiểu. Ông nói rằng là chúng ta đã đi ở cái mức vừa phải, và có lẽ là cái mức đó tốt hơn cho cả hai bên, tức là cho cả Washington lẫn cho Hà Nội. Chúng tôi cũng đặt một câu hỏi với ông rằng là thế nếu mà trong trường hợp mà ông là người nắm Bộ Quốc phòng hay nắm Bộ Ngoại giao, và nếu mà phía Việt Nam yêu cầu là được mua võ khí của Mỹ, thì ông sẽ đề nghị với Tổng thống như thế nào? Thế ông bảo rằng là trước hết là Tổng thống chưa có đề cử ông, thành ra là ông không thể trả lời trong cái cương vị của một vị Tổng trưởng Ngoại giao hay là của một vị Tổng trưởng Quốc phòng. Nhưng mà ông nói rằng là theo ông nghĩ, lúc đó thì ông nhấn mạnh là theo ông nghĩ là nếu mà bán võ khí cho Việt Nam thì không có gì trở ngại cả, nhưng mà sẽ bán võ khí không sát thương chứ không bán võ khí sát thương cho Việt Nam. Hy vọng là đã trả lời câu hỏi mà anh Võ Thành Nhân đặt ra. Như vậy là vấn đề của chúng ta hiện nay của Hoa Kỳ đối với lại các nước ở Á Châu đó, thì trong tương lai Việt Nam có thể trở thành một đồng minh chiến lược. Nhưng mà nếu mà là đồng minh chiến lược thì trong đó vấn đề Hiệp ước Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP nó có đóng vai trò quan trọng không vậy thưa anh? Tôi nghĩ rằng là cái đó hai cái vấn đề là cái vấn đề hoàn toàn khác nhau. Nên nhớ rằng là cái bản Hiệp ước Thương mại Hiệp ước Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP mà anh Võ Thành Nhân vừa mới đặt ra, đó là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Tôi thấy là dường như là phía Mỹ đang muốn thúc đẩy những quốc gia khác để mà có thể đạt được cái thỏa thuận cuối cùng. Nhưng mà sau bao nhiêu vòng thảo luận ở Singapore, và mới nhất là vòng thảo luận vừa mới kết thúc ở tại Tokyo giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản, thì chúng ta thấy họ vẫn chưa giải quyết được những cái khúc mắc để mà họ có thể dẫn đến cái việc thỏa thuận cuối cùng, cái bản thỏa thuận cuối cùng mà người ta chờ đợi. Đúng ra thì phải nói đúng hơn là cái thỏa thuận cuối cùng đó là chính Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama muốn chờ đợi. Và tôi nghĩ rằng là có lẽ ông cũng muốn để lại cái di sản là cái TPP cho chính trường của thế giới, chứ không phải là chỉ một chính trường của Hoa Kỳ. Cái điểm nữa là cũng phải xin được trở lại với anh Võ Thành Nhân là thưa với anh, tôi thấy vấn đề kinh tế thì là đó là cái câu chuyện của kinh tế, vấn đề thương mại thì đó là cái câu chuyện của thương mại. Đương nhiên là nó có ảnh hưởng nhiều với nhau, tôi phải công nhận là như thế. Mặc dù nó có phần riêng biệt nhưng mà nó có ảnh hưởng nhiều
nhiều với nhau. Nên nhớ rằng là cái chính sách của Hoa Kỳ ở tại vùng châu Á Thái Bình Dương như là Tổng thống Barack Obama đặt ra là không phải chỉ vấn đề chính trị, không phải chỉ vấn đề ngoại giao, không phải chỉ vấn đề quân sự, không phải chỉ vấn đề kinh tế thương mại, mà nó là tổng hợp của tất cả những vấn đề mà chúng ta vừa mới nói. Anh Võ Thành Nhân lại một lần nữa bảo rằng là như vậy thì liệu là Việt Nam sẽ đóng cái vai trò như thế nào? Tôi nhìn thấy và theo như là những sự dò hỏi của phía bên hành pháp mà tôi nghe được thì là các giới chức hành pháp đang mong là Việt Nam đóng một cái vai trò quan trọng hơn ở ngay trong khối ASEAN trước khi nghĩ đến cái chuyện trở thành đồng minh chiến lược của Mỹ, thưa anh Võ Thành Nhân. Xin được cảm ơn Nguyễn Văn Khanh. Dạ vâng, cũng xin được cảm ơn anh Võ Thành Nhân cho câu chuyện lý thú ngày hôm nay và không quên gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả SBTN. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Kính thưa quý vị, chương trình Những Vấn Đề của Chúng Ta đến đây xin tạm ngừng. Bích Phượng xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Kính chúc quý vị có được một cuối tuần hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình. Đây là đài truyền hình SBTN. Chúng tôi là Diệu Quyên và Bảo Châu. Xin trân trọng kính chào quý vị. Xin kính chúc quý vị một ngày thật vui và hạnh phúc. Ngày hôm nay Bảo Châu và Diệu Quyên sẽ được trở lại gửi đến quý vị những tin tức có liên quan trên toàn thế giới, Hoa Kỳ, Á Châu và Việt Nam. Trong phần tin lần lượt chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những phần tin chính như sau. Tin cho hay Bộ trưởng Y tế Kathleen Sebelius từ chức sau các cục trục trặc xảy ra của Obamacare. Trong khi đó thì Hải quân Cộng sản Việt Nam và Philippines hợp tác đối phó với Trung Cộng. Cũng có tin cho hay rằng nước chai Trung Cộng nhiễm chất độc gây ung thư. Và từ Hoa Kỳ, học sinh 16 trường trung học từ Los Angeles đi trên chiếc xe bus bị lâm nạn. Và với phần tin mở đầu hôm nay, mời quý vị theo dõi bản tin Đời sống Hoa Kỳ cho hay là Hoa Kỳ có thể cấm đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc nhập cảnh. Phần tin chi tiết Bảo Châu gửi đến quý vị như sau. Thưa quý vị, tin từ Washington DC, Hạ viện Hoa Kỳ bỏ phiếu thông qua dự luật cấm đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc là Hamid Abu Talebi nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Theo dự luật này, thì tân đại sứ Iran bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ vì ông là một thành viên của nhóm vũ trang từng giam giữ 52 người Mỹ làm con tin khi tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Iran bị chiếm giữ vào năm 1979. Hạ viện tiến hành thông qua dự luật chỉ vài ngày sau khi Thượng viện thông qua dự luật vào đầu tuần này. Dự trù sau đó dự luật sẽ được chuyển lên Tổng thống Obama ký ban hành thành luật. Ngay lập tức thì Iran đã lên tiếng chỉ trích việc hai viện quốc hội Hoa Kỳ thông qua dự luật trên. Trong một tuyên bố thì Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh rằng quan điểm của Hoa Kỳ về đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc là không thể chấp nhận được. Trước đó, Tòa Bạch Ốc nhiều lần tuyên bố với chính phủ Iran rằng việc chọn ông Abu Talebi làm đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc là không phù hợp. Tuy nhiên thì trong một tuyên bố hôm qua thì phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc là ông Jay Carney bác bỏ thông tin nói rằng Tổng thống Barack Obama ủng hộ dự luật trên. Vấn đề Hoa Kỳ cấm đại sứ Iran nhập cảnh diễn ra trong tình hình Iran và nhóm P5+1 đang xúc tiến các cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Tân Hữu Giác Đài, tin từ Arlington, Virginia. Phương tiện truyền thông cho hay rằng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Chuck Hagel chào đón Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon tại Ngũ Giác Đài vào sáng hôm nay. Ông Ban Ki-moon cũng sẽ gặp gỡ Đại tướng Martin Dempsey là Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ. Họ dự trù sẽ thảo luận về chuyến đi thăm châu Á gần đây của Bộ trưởng Hagel, cũng như là về sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Trước đó, thì ông Hagel thực hiện chuyến công du kéo dài 10 ngày tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các điểm dừng chân của ông là tại Nhật Bản, Trung Cộng và Mông Cổ. Theo như giới phân tích, thì chuyến đi thăm châu Á của ông Hagel lần này nhằm tái khẳng định lợi ích chiến lược cũng như là tầm quan trọng của chính sách tái cân bằng của Hoa Kỳ, đồng thời bày tỏ cam kết đối với các nước đồng minh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hiện nay, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đang có mặt tại Washington để tham dự một loạt các sự kiện chung quanh cuộc họp bán niên của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế. Đây cũng là lần thứ nhì ông Ban Ki-moon đến thăm Ngũ Giác Đài. Vào tháng 4 năm ngoái, thì ông là Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đầu tiên tới thăm Ngũ Giác Đài.
Bộ trưởng Y tế Kathleen Sebelius từ chức sau các trục trặc của Obamacare. Thưa quý vị, một viên chức cấp cao cho biết là việc mà Bộ trưởng Y tế Kathleen Sebelius từ chức sẽ được thông báo vào lúc 10 giờ 45 phút sáng hôm nay. Tổng thống Barack Obama đề cử giám đốc văn phòng quản lý và ngân sách Tòa Bạch Ốc là Sylvia Matthews Burwell là người kế nhiệm. Tháng 10 năm 2013, Bộ trưởng lên tiếng xin lỗi công khai về hoạt động trục trặc của trang web ghi danh bảo hiểm y tế của chính phủ. Tại cuộc điều trần trước Quốc hội, thì bà Sebelius cho biết là bà lấy làm tiếc về các trục trặc kỹ thuật trên trang web healthcare.gov gây khó khăn cho hàng triệu người muốn ghi danh bảo hiểm y tế, đồng thời cam kết sẽ có trách nhiệm sớm giải quyết vấn đề kỹ thuật này. Trang healthcare.gov là địa chỉ nơi người dân ghi danh mua bảo hiểm sức khỏe với giá phải chăng và có chất lượng theo đạo luật Obamacare. Chính phủ Hoa Kỳ hy vọng sự ra đi của bà Sebelius sẽ giúp khép lại các chỉ trích về giai đoạn đầu của đợt phát triển đạo luật bảo hiểm y tế mới, gặp rất nhiều trục trặc do trang web không hoạt động tốt, cùng với nhiều trở ngại khác. Thưa quý vị, ông Obama trông cậy vào bà Burwell để giải quyết những khúc mắc còn lại với đạo luật này trước khi kỳ ghi danh tiếp theo được mở vào tháng 11. Một thành phố tại California cấm nhà máy chế biến tương ớt hoạt động. Bản tin từ Irwindale của California, kính thưa quý vị. Thành phố nhỏ Irwindale tại miền nam California mở ra một mặt trận mới trong một cuộc chiến chống lại mùi cay làm chảy nước mắt từ một nhà máy chế biến tương ớt của hãng Huy Phong, nơi sản xuất tương ớt thương hiệu Sriracha. Hội đồng thành phố bỏ phiếu 4-0 chống tại một cuộc họp tối thứ tư cho phép các viên chức chuẩn bị cho một nghị quyết tuyên bố mùi cay của ớt gây phiền toái cho cuộc sống, buộc Huy Phong Foods phải khắc phục tình hình trong 90 ngày. Một thành viên thứ 5 của hội đồng chống sống cách nhà máy 500 feet đã bỏ phiếu trắng để tránh sự thể hiện của sự xung đột lợi ích. Theo nhiều phát ngôn viên của văn phòng quản lý thành phố, hội đồng dự trù sẽ bỏ phiếu về nghị quyết tại phiên điều trần tiếp theo vào ngày 23 tháng 4. Một số các cư dân địa phương thì nói rằng mùi cay của ớt không chỉ gây phiền toái mà còn gây bệnh. Mùi cay xông lên mắt và cũng làm cổ họng đau rát. Và cũng có một số người khác thì nói ngược lại cho rằng mùi cay không tồi tệ đến như vậy. Tương ớt Sriracha có màu đỏ của Huy Phong được bán với chai nhựa trong suốt, nắp màu xanh lá cây, biểu tượng thương hiệu con gà trống, là một trong những loại gia vị bán chạy hàng đầu tại Hoa Kỳ. Chủ nhân Huy Phong Foods là ông David Tran đã bác bỏ các cáo buộc và cho biết bộ lọc thông gió lên mái nhà máy hút ra khoảng 90% mùi ớt và mùi tỏi. Một hiệu trường nhận tội đánh cắp 2 trường ý kim của quỹ dành cho các trẻ em nghèo. Thưa quý vị, tin cho biết là một trường trung học ở Baltimore choáng váng trước thông tin vừa nhận được. Người hiệu trường đáng kính của họ giờ đây là một tên tội phạm bị kết án khi ông nhận tội bỏ túi gần 2 trường ý kim là tiền cung cấp các bữa ăn cho các trẻ em nghèo tại Georgia. Báo chí địa phương cho biết là Antonio Hurt, 38 tuổi, là hiệu trưởng của trường trung học Frederick Douglass, hiện nay đang phải đối mặt với các cáo buộc của liên bang. Tòa án công bố tài liệu vào hôm qua cho thấy Antonio lấy cắp gần 2 triệu Mỹ Kim mà liên bang dành cho các trẻ em nghèo ở Georgia, trong khi quản lý một nhà trẻ ở Atlanta từ năm 2007 tới năm 2009. Ông sử dụng số tiền lấy cắp vào việc mở rộng kinh doanh, thuê xe hơi sang trọng và mua những đồ trang sức. Văn phòng Bộ Tư pháp nói họ sẽ buộc những người bòn rút quỹ công cho lợi ích cá nhân nhận lấy trách nhiệm. Phụ huynh tên là Jackie Davis nói rằng bà rất là sừng sốt vì Antonio là một hiệu trưởng làm việc rất tốt. Ông là người giúp nhà trường vượt qua giông tố và lèo lái con thuyền nhà trường tới bến bờ ổn định. Ông cũng là người tổ chức nhiều hoạt động lành mạnh cho các em sau giờ học. Hầu hết các em đều có thái độ không tin khi biết hiệu trưởng đáng kính đánh cắp 2 triệu Mỹ Kim của liên bang. Antonio Hurt từ chức ngay sau khi nhận tội. Phiên tòa kết án sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 6. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi tin kinh tế tài chính với Bích Châu. Fed tăng lãi suất lo tìm cách trấn an thị trường. Công ty HP bị phạt 108 triệu vì hối lộ. Đặt thức ăn bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh. Tính cách cá nhân cũng quan trọng như kỹ năng làm việc. Đó là những chủ đề chính trong bản tin kinh tế tài chính ngày hôm nay. Quỹ dự trữ liên bang vừa công bố một biên bản họp hội đồng và video về một buổi họp không rõ ngày trong tháng 3. Biên bản cho thấy ngân hàng trung ương tìm mọi cách để nói với các nhà đầu tư họ sẽ nâng lãi suất ngắn hạn trong thời gian ngắn vì biết rằng điều này có thể khiến tăng chi phí đi vay và làm sụt giá cổ phiếu.
HP sẽ nộp phạt cho chính phủ Hoa Kỳ 108 triệu Mỹ Kim theo thỏa thuận giải quyết. Các công tố viên cáo buộc cựu nhân viên HP đã hối lộ cho các viên chức ở Nga, Mexico và Ba Lan. Các viên chức nói rằng hàng chục người bị buộc tội theo sau cuộc điều tra toàn ngành công nghiệp về tham nhũng trong các năm từ 2007 đến 2009. Tiệm bánh Panera lên kế hoạch rút ngắn thời gian chờ đợi và cải thiện tính chính xác đơn đặt hàng của khách hàng. Công ty có kế hoạch sửa chữa hệ thống kinh doanh trong vài năm tiếp theo với dự án có tên là Panera 2.0. Trong sự đổi mới có việc cho phép khách hàng đặt bằng điện thoại để có thức ăn sẵn tại một thời điểm nhất định hoặc giao thức ăn tới tận bàn. Một thái độ tích cực cũng quan trọng như các kỹ năng đặc biệt cho sự thành công khi quý vị làm việc. Kết quả khảo sát mới về việc làm cho thấy là 77% nhà tuyển dụng tin rằng các kỹ năng có liên quan tới tính cách một con người cũng quan trọng như kỹ năng chính mà họ phải thực hiện cho việc làm. Vừa rồi là một vài thông tin thương mại đáng chú ý trong ngày. Bích Châu tường trình từ đài truyền hình SPTN trở lại cùng với các chị trong phòng thu hình. Xin cảm ơn Bích Châu và thưa quý vị, sau đây là phóng sự từ nước Úc. Phóng viên Nam Hương tường thuật lễ giỗ tổ Hùng Vương 9 tháng 4 năm 2014 nhằm ngày mùng 10 tháng 3 Giáp Ngọ tại nhà thờ Quốc Tổ. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Kính thưa quý vị, vào ngày 9 tháng 4 năm 2014, nhằm ngày 10 tháng 3 năm Giáp Ngọ, chúng tôi đang có mặt tại nhà thờ Quốc Tổ Fairfield, New South Wales, nơi đây ban nghi lễ tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương. Xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh phóng sự sau. Nhằm tưởng nhớ đến những người đã mất, giỗ phải được tổ chức đúng ngày theo âm lịch. Ý nghĩa của lễ giỗ để nhắc nhở con cháu công lao của những người đã đi trước. Sau phần sơ lược ý nghĩa của buổi lễ, ban tế bắt đầu những nghi thức của lễ giỗ tổ Hùng Vương. Đã diễn ra trong bầu không khí thật trang nghiêm. Lễ giỗ năm nay, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales, các hội đoàn, đoàn thể và quý đồng hương. Tôi năm nay 86 tuổi, thế thành ra khi mà rời xa đất nước thế này thì được dự những cái buổi lễ như hai bà hay là giỗ tổ này, chúng tôi rất là sung sướng được dự lễ. Thì trời cho còn được ngày nào còn được dự thì có các em trở đi, các cháu nó trở đi. Thì thành ra tôi rất là sung sướng và rất là vui để được dự những cái cuộc giỗ tổ với lại các lễ của mình với tất cả đồng hương. Tôi cũng ước mong thì là ở bên này mà vẫn được dự được những cái này rất là quý hóa. Nam Hương tường trình từ Sydney xin kính chào quý vị khán giả.
Bản tin cho hay về việc Hải quân Cộng sản Việt Nam và Philippines hợp tác đối phó với Trung Cộng. Theo như tờ Reuters vào ngày 10 tới tháng 4, dẫn nguồn tin từ giới chức quân sự Cộng sản Việt Nam và Philippines cho biết, một đoàn hải quân gồm có 40 thành viên sẽ trở lại đảo sông Tử Tây, còn có tên gọi quốc tế là Southwest Cay, thuộc quần đảo Trường Sa vào đầu tháng 6 sắp tới đây. Hai bên chưa tiết lộ thời điểm cụ thể nhưng cho biết là hải quân Trung Quốc không được mời. Đây là biểu tượng cho sự hợp tác giữa hai nước láng giềng từng nghi kỵ lẫn nhau trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hung hăng về chủ quyền tại Biển Đông. Quân đội Philippines chiếm đóng sông Tử Đông và sông Tử Tây năm 1968 và đặt tên là Parola và Pugdat. Việt Nam đã lấy lại sông Tử Tây này từ đầu năm 1975 khi Hải quân Việt Nam Cộng Hòa bất ngờ đổ quân đến chiếm đảo trong lúc binh sĩ Phi Luật Tân đồn trú tại đây sang đảo sông Tử Đông dự tiệc mừng một sự chỉ huy trưởng ở trên đảo đó. Giới chức của Hải quân Philippines cho biết rằng thời gian gần đây, Hải quân Cộng sản Việt Nam và Phi Luật Tân thỏa thuận mở rộng hợp tác tại các khu vực có tranh chấp và một tàu tuần dương mang hỏa tiễn tấn công của Việt Nam sắp ghé thăm Manila. Nguồn tin này cũng cho hay Tổng tư lệnh quân đội Philippines là tướng Emmanuel Bautista theo dự kiến sẽ sang thăm Hà Nội vào tháng sau. Các nhà ngoại giao trong khu vực thừa nhận rằng sức mạnh hải quân Trung Quốc gia tăng tại các vùng biển châu Á là động lực thúc đẩy các nước trong khu vực xích lại gần nhau và tăng cường sự tin cậy lẫn nhau. Việt Nam dự hội nghị đối ngoại quốc phòng ASEAN và Âu Châu. Thưa quý vị, tin từ Việt Nam, hội nghị đối thoại quốc phòng giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức là ASEAN, và Liên minh Âu Châu, tức là EU, đã diễn ra trong 2 ngày 8 và 9 tháng 4 tại Busan. Tham dự có đại diện quốc phòng và ngoại giao các quốc gia thành viên của khối ASEAN, đại diện quốc phòng của EU và các nước đối ngoại, đối thoại của ASEAN. Phái đoàn Cộng sản Việt Nam do Phó Vụ trưởng Vụ ASEAN thuộc Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng dẫn đầu. Trọng tâm thảo luận của hội nghị xoay quanh các vấn đề liên quan tới hợp tác an ninh tại châu Á như là an ninh hàng hải, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, chống khủng bố, hải tặc, tội phạm có tổ chức, vấn đề an ninh mạng và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ diễn đàn khu vực ASEAN, diễn đàn hàng đầu tại châu Á về đối thoại và hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quy tụ sự tham gia của 27 quốc gia cùng với Liên hiệp Âu Châu. Để tránh xung đột xảy ra trong thời gian vừa qua, thì ASEAN đã có nhiều sáng kiến và cách tiếp cận mới được các nước thành viên ủng hộ, như là thiết lập đường dây nóng, cam kết không sử dụng vũ lực trong giải quyết tranh chấp, tuân thủ tuyên bố về ứng xử giữa các bên ở Biển Đông, tức là DOC, từng bước tham vấn xây dựng và thông qua bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu kêu cứu, theo như dòng tin dòng Chúa Cứu Thế cho biết. Thưa quý vị, ông Hà là anh trai của Đặng Xuân Diệu, là một trong 14 thanh niên Công giáo và Tin lành cho hay, sau chuyến thăm nuôi của gia đình vào ngày 9 tháng 4 năm 2014, thì tình trạng sức khỏe của anh Diệu rất yếu. Anh đang tuyệt thực sang tới ngày thứ 18 để phản đối cán bộ K3 trại 5 Yên Định, Thanh Hóa là đã không giải quyết các đơn khiếu nại của anh vào ngày 24 tháng 12 năm 2013. Trong chuyến thăm nuôi này thì các cán bộ trại giam không cho gia đình gặp Đặng Xuân Diệu với lý do trong trại giam Diệu vẫn khẳng định là Diệu vô tội, không chịu mặc áo phạm nhân và tháng 3 thì Diệu cũng không được gọi điện thoại về nhà. Thưa quý vị, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không giải quyết các đơn khiếu nại của Diệu và không cho Diệu gặp luật sư. Đơn gia đình gửi vào cho Diệu cũng không cho gửi và thơ của Diệu gửi về cho gia đình thì họ cũng không cho. Từ khi anh Đặng Xuân Diệu bị bắt giam cho tới nay thì gia đình mới chỉ được thăm gặp Diệu một lần duy nhất vào hồi tháng 12 năm 2012 tại trại tạm giam Hà Nội. Anh Đặng Xuân Diệu bị bắt giam vào ngày 30 tháng 7 năm 2011 tại Sài Gòn. Vào ngày 9 tháng Giêng năm 2013, trong phiên tòa sơ thẩm, Tòa án tỉnh Nghệ An tuyên án anh Đặng Xuân Diệu 13 năm tù giam với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79. Trong phiên tòa này, thì anh Diệu đã từ chối luật sư bào chữa với anh Diệu khẳng định anh vô tội và tự bào chữa. Anh Đặng Xuân Diệu là một trong những người ký tên phản đối khai thác bô xích Tây Nguyên, yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do cho luật sư Cù Huy Hà Vũ, biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa, Trường Sa.
Và sau đây là phóng sự từ Việt Nam. Ca sĩ Khánh Ly sẽ hát tại Việt Nam với giá thù lao cao nhất trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. Cuối cùng thì tin tức về vấn đề ca sĩ Khánh Ly về nước đã được xác định. Và hơn vậy, thù lao cho chương trình biểu diễn được coi là cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. Đây là kết quả của một cuộc thương lượng kéo dài gần một năm giữa ca sĩ Khánh Ly và ông Ngọc Sơn là chủ phòng trà Đồng Dao, đơn vị mời và tổ chức chương trình Live Concert Khánh Ly hiện nay. Một người có liên quan đến những thương vụ của ca sĩ Khánh Ly xin giấu tên cho biết nếu giấy phép được cấp cho 4 đêm diễn tại Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng và Cần Thơ thì ca sĩ Khánh Ly có thể nhận hơn 100.000 Mỹ Kim. Nhưng hiện nay thì do mới chỉ có giấy phép ở Hà Nội cho nên dự kiến thù lao sẽ là 50.000 Mỹ Kim nếu chỉ một đêm diễn. Trước đó thì tháng 10 năm ngoái đã tin tức cho biết thù lao được thương lượng ở mức là 200.000 Mỹ Kim cho 4 đêm diễn. Chương trình được thảo luận là sẽ vô cùng tốn kém và khác lạ. Cụ thể, người dẫn chương trình sẽ là một nhà báo, nhà văn người Mỹ, từng làm việc ở Việt Nam trước năm 1975, có khả năng nói và hiểu tiếng Việt rất giỏi. Hiện nay thì ông Ngọc Sơn đang từ chối trả lời về tin tức này, nhưng cũng không phủ nhận. Nếu chính thức đây là thù lao của ca sĩ Khánh Ly cho chương trình biểu diễn tại Việt Nam thì đây sẽ là giá thù lao cao nhất cho một ca sĩ từ trước đến nay trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. Với ca sĩ Khánh Ly thì bà cũng không muốn nhắc đến vấn đề này. Bà nói rằng chỉ có một ước muốn duy nhất là được hát trước khán giả quê nhà. Trong một chương trình đàng hoàng được đầu tư công phu nhân dịp kỷ niệm 50 năm ca hát của mình. Còn về cát xê cũng sẽ có, nhưng cứ làm tập trung vào đêm diễn sắp tới. Hiện nay thì vé cho chương trình Live Concert Khánh Ly có mức dao động từ 900.000 tới 3 triệu 500.000 đồng một vé, tức là cao nhất vào khoảng 170 Mỹ Kim cho một vé, cao hơn cả chương trình của ca sĩ Bằng Kiều trước đó. Với số ghế tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội là hơn 3.500 chỗ, theo ước tính của một bầu xô, tiền vé bán được của chương trình này vào khoảng từ 5 tới 6 tỷ đồng, tức là khoảng 300.000 Mỹ Kim. Với số tiền này thì đơn vị tổ chức chắc chắn sẽ bị lỗ nếu không có nguồn tài trợ hoặc là giữa đôi bên sẽ có một cam kết về kế hoạch khác. Tuy nhiên thưa quý vị, với tin tức việc mà ca sĩ Khánh Ly được cấp giấy phép và danh tiếng đã tạo dựng lừng lẫy từ trước năm 1975 thì giá thù lao của ca sĩ Khánh Ly đang được nhiều người tranh giành và trả giá. Nhiều ý kiến trước đây cho rằng giấy phép cho ca sĩ Khánh Ly về hát có thể được cấp trong tháng 4 năm 2014, đặc biệt là ngày diễn dự kiến là 9 tháng 5 là ngày miền Nam hoàn toàn buông súng, như là một cách sắp đặt rất là hiểm ác của Hà Nội, và nay thì việc đó đã trở thành sự thật. Thưa quý vị, và tiếp theo là một phóng sự từ Bắc California liên quan tới cựu thẩm phán Phan Quang Tuệ ra tranh cử dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ tại địa hạt 11 nằm ở phía đông vịnh San Francisco trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay. Kính mời quý vị chia sẻ tâm tình của ông đối với thế hệ trẻ Việt Nam sau 39 năm kể từ tháng 4 năm 1975. Thông tin viên SBTN là Vũ Nhân gửi về phóng sự sau đây. Thưa quý vị, để cho những người trẻ hôm nay họ hiểu rõ hơn những sự kiện lịch sử cũng như những gì họ đang có được ngày hôm nay, với chủ đề tâm tình tháng Tư Đen, Vũ Nhân kính mời quý vị cùng các bạn chia sẻ tâm tình của cựu thẩm phán Phan Quang Tuệ. Xin ông cho quý vị khán thính giả đặt đài truyền hình SBTN, đặc biệt là giới trẻ, ông nghĩ gì về giới trẻ Việt Nam trong 39 năm vừa qua? Thưa, đặc biệt đối với cái giới trẻ thì chúng ta thấy có cái sự khác biệt vì cái hoàn cảnh của đất nước. Giới trẻ ở Việt Nam, ở hải ngoại có cơ hội và được có dịp học hỏi, sinh hoạt, hoạt động trong một cái khung trời rất tự do, trong một cái xã hội có trật tự và một nền văn minh tiến bộ. Trái lại, giới trẻ ở trong nước không may đã từ khi đất nước rơi vào chế độ cộng sản thì giới trẻ trong nước đã bị rơi vào cái tình trạng sống dưới một cái chế độ độc tài và đảng trị, và đã mất đi rất nhiều cơ hội để họ tiến thân, không những thiệt hại cho chính bản thân của họ mà còn thiệt hại cho tương lai đất nước nói chung. Xin ông có thể cho quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN biết thêm về cái công việc của ông sắp tới. Dạ vâng, tôi hiện đang tranh cử vào dân biểu Quốc hội liên bang của đơn vị 11, tức là nằm ở phía bắc của thành phố San Jose. Quyết định tranh cử của tôi, tuy là tôi tuyên bố tranh cử vừa tháng giêng vừa qua,
nhưng mà ý định của tôi muốn ra tranh cử để vào Quốc hội thì đã có từ nhiều năm trước. Khi tôi còn làm việc ở tại tòa án và tôi thấy là cần phải rời khỏi cái chức vụ thẩm phán ở tòa án để có thể ra khỏi và hoạt động được chính trị, đi vào ngành lập pháp, mà tôi nghĩ rằng sẽ có một cái cơ hội để hoạt động rộng rãi hơn, ảnh hưởng đến và góp phần vào cái chính sách của quốc gia này, đồng thời để là cái người mở đường tiên phong cho những cái thế hệ kế tiếp. Vũ Nhân, chân thành cảm ơn thời giờ của ông dành cho đài truyền hình SBTN. Dạ không dám, và tôi xin kính chào quý vị thính giả. Thì xin bà có thể chia sẻ với quý vị khán giả đài truyền hình SBTN, cái công việc của ông có ảnh hưởng gì tới gia đình không và bà thấy như thế nào? Dạ thưa, cảm ơn câu hỏi của SBTN. Dạ gia đình chúng tôi thì đương nhiên mới đầu thì là cũng hơi e ngại, tại vì công việc ra tranh cử nó sẽ rất là bận rộn, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức của gia đình. Nhưng mà bây giờ là chúng tôi đã hoàn toàn là đứng sau lưng ông nhà, làm bất cứ điều gì là chúng tôi đều sẵn sàng làm hết để cho công việc được thành công. Cảm ơn bà. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin hẹn lại quý vị trong lần phát hình kỳ tới. Thưa quý vị, tin cho biết là hội nghị đối thoại quan chức quốc phòng giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, được gọi tắt là ASEAN, và Liên minh Âu Châu, được gọi tắt là EU, đã diễn ra trong 2 ngày 8 và 9 tháng 4 tại Busan. Tham dự có đại diện quốc phòng và ngoại giao các quốc gia thành viên của khối ASEAN, đại diện quốc phòng của EU và các nước đối thoại của ASEAN. Đoàn Việt Nam do Phó Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng dẫn đầu. Trọng tâm thảo luận của hội nghị xoay quanh các vấn đề liên quan tới hợp tác an ninh tại châu Á, như là an ninh hàng hải, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, chống khủng bố, hải tặc, tội phạm có tổ chức, vấn đề an ninh mạng và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ diễn đàn khu vực ASEAN, diễn đàn hàng đầu tại châu Á về đối thoại và hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quy tụ sự tham gia của 27 quốc gia cùng với Liên hiệp Âu Châu. Phía Việt Nam, Đại tá Nguyễn Thành Đông nhấn mạnh, những tranh chấp ở Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp. Để tránh xung đột xảy ra, trong thời gian qua thì ASEAN đã có nhiều sáng kiến và cách tiếp cận mới được các nước thành viên ủng hộ, như là thiết lập đường dây nóng, cam kết không sử dụng vũ lực trong giải quyết tranh chấp, tuân thủ tuyên bố về ứng xử giữa các bên ở Biển Đông, tức là DOC, từng bước tham gia, tham vấn, xây dựng và thông qua bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Tin về tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu kêu cứu, thưa quý vị. Theo tin từ dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng, ông Hà là người anh trai của Đặng Xuân Diệu, một trong 14 thanh niên công giáo và tin lành, cho biết sau chuyến thăm nuôi của gia đình ngày 9 tháng 4 năm 2014, thì tình trạng sức khỏe của anh Diệu rất yếu, anh đang tuyệt thực sang đến ngày thứ 18 để phản đối cán bộ K3 tại trại 5 Yên Định, Thanh Hóa, không giải quyết các đơn khiếu nại của anh ngày 24 tháng 12 năm 2013. Trong chuyến thăm nuôi này, cán bộ trại giam đã không cho gia đình gặp Đặng Xuân Diệu với lý do trong trại giam Diệu vẫn khẳng định là vô tội, không chịu mặc áo phạm nhân, và tháng 3 này thì Diệu cũng không được gọi điện thoại về nhà. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không giải quyết các đơn khiếu nại của Diệu và không cho Diệu gặp luật sư, đơn gia đình gửi vào cho Diệu cũng không cho gửi, thư gửi về cho gia đình cũng không được cho phép. Từ khi Đặng Xuân Diệu bị bắt giam cho đến nay, gia đình mới chỉ được thăm gặp Diệu một lần duy nhất vào tháng 12 năm 2012 tại trại tạm giam Hà Nội. Anh Đặng Xuân Diệu đã bị bắt giam ngày 30 tháng 7 năm 2011 tại Sài Gòn. Vào ngày 9 tháng Giêng năm 2013, trong phiên tòa sơ thẩm, Tòa án tỉnh Nghệ An tuyên án anh Đặng Xuân Diệu 13 năm tù giam với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân theo điều khoản số 79. Trong phiên tòa này, thì anh Diệu đã từ chối luật sư bào chữa vì anh đã khẳng định là mình vô tội và sẽ tự bào chữa lấy. Thưa quý vị, Đặng Xuân Diệu là một trong những người ký tên phản đối việc khai thác bauxit ở Tây Nguyên, yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do cho luật sư Cù Huy Hà Vũ, biểu tình chống Trung Cộng xâm lược Hoàng Sa và Trường Sa. Hải quân Cộng sản Việt Nam và Philippines hợp tác đối phó Trung Cộng. Thưa quý vị, tin cho biết là theo tin của Reuters ngày 10 tháng 4 dẫn nguồn tin từ giới chức quân sự Việt Nam và Philippines cho hay, một đoàn hải quân hùng hậu gồm có 40 thành viên sẽ trở lại đảo Song Tử Tây có tên gọi quốc tế là Southwest Cay thuộc quần đảo Trường Sa vào đầu tháng 6 tới đây. Hai bên chưa tiết lộ thời điểm cụ thể, nhưng cho biết là hải quân Trung Quốc
không được mời. Đây là biểu tượng cho sự hợp tác giữa hai nước láng giềng từng nghi kỵ lẫn nhau trong bối cảnh Trung Cộng ngày càng hung hăng về chủ quyền ở Biển Đông. Quân đội Philippines chiếm đóng sông Tử Đông và sông Tử Tây năm 1968, đặt tên là Barola và Pugat. Việt Nam lấy lại sông Tử Tây này từ đầu năm 1975 khi mà Hải quân Việt Nam Cộng Hòa bất ngờ đổ quân đánh chiếm đảo trong lúc mà binh sĩ Philippines đồn trú tại đây sang đảo sông Tử Đông dự tiệc mừng một vị chỉ huy trên đảo đó. Giới chức của Hải quân Philippines cho biết là thời gian gần đây, Hải quân Việt Nam và Philippines thỏa thuận mở rộng hợp tác tại các khu vực có tranh chấp và một tàu tuần dương mang tên Lửa Dẫn Đường của Việt Nam sắp ghé thăm Manila. Nguồn tin này cũng cho hay Tổng tư lệnh quân đội Philippines đó là tướng Emmanuel Bautista theo dự kiến sẽ sang thăm Hà Nội vào tháng sau. Các nhà ngoại giao trong khu vực thừa nhận rằng sức mạnh Hải quân Trung Cộng gia tăng ở các vùng biển châu Á là động lực thúc đẩy các nước trong khu vực xích lại gần với nhau và tăng cường sự tin cậy lẫn nhau. Việc ông Cù Huy Hà Vũ được trả tự do không xoa dịu được nỗi đau tại Việt Nam, nguồn tin của BBC. Ông Bob Dietz là điều phối viên của CPJ tại châu Á có bài viết nêu lên trường hợp của nhà bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định. Cái chết của ông đưa con số những nhà báo và bloggers bị giam giữ tại Việt Nam xuống 17 người. Con số này đã biến Việt Nam trở thành quốc gia đứng vào hàng thứ 5 trên thế giới về số lượng nhà báo bị giam cầm chỉ sau Trung Cộng, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Eritrea. Ông Dietz cũng nhắc đến ông Nguyễn Văn Hải, tức là blogger điếu cày, không muốn được phóng thích khỏi án tù mà ông xem là bất hợp pháp và bất công thông qua bất kỳ sự dàn xếp nào. Ông Hải muốn tất cả những cáo buộc chống lại bản thân bị hủy bỏ và được tuyên là vô tội. Khi đề cập đến trường hợp ông Cù Huy Hà Vũ, người vừa được trả tự do vào hôm 6 tháng 4 vừa qua, hiện nay thì đang có mặt tại Washington DC cùng với vợ. Ông Bob Dietz còn cho rằng không phải blogger nào đang bị cầm tù cũng có xuất thân như ông Vũ. Họ xuất thân từ những tầng lớp khiêm tốn nhiều hơn và cũng không có nhiều quan hệ như thế. Cho đến nay họ vẫn bị ngược đãi một cách có chủ đích ở trong tù, trong khi gia đình họ thường xuyên bị lực lượng an ninh ngầm sách nhiễu. Những quyết định trả tự do lẻ tẻ đối với các tù nhân chính trị nổi tiếng như ông Vũ không hề giúp để xoa dịu nỗi đau của các bloggers và những nhà báo đang bị ngược đãi trong tù. Điều đó cũng không hề giúp cho gia đình của họ ngừng bị quấy rầy gần như là mỗi ngày bởi công an địa phương. Hơn 100 công an giải vây cho 4 đồng nghiệp bị người dân bắt giữ. Thưa quý vị, tin từ Việt Nam, sự việc xảy ra vào lúc 2 giờ chiều ngày 10 tháng 4, Công an huyện Thanh Hà, Hà Tĩnh ra lệnh bắt anh Trương Văn Trường, trú tại xóm Trung Sơn, xã Bắc Sơn về tội gây rối trật tự công cộng. Người dân trong xóm đã tập trung cho rằng anh Trường bị oan nên đã vây lại để phản đối, chống trả quyết liệt và bắt giữ 4 công an. Thấy sự việc nghiêm trọng thì các cán bộ làm nhiệm vụ đã báo lên công an của tỉnh để xin hỗ trợ. Sau đó, hơn 100 công an từ phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động cùng với công an huyện Thạch Hà được điều động đến hiện trường để giải quyết. Khá vất vả, lực lượng hỗ trợ mới đưa được 4 công an huyện Thạch Hà ra ngoài để chuyển đi bệnh viện do sự xô xát với người dân. Trước khi sự việc xảy ra, nhiều tháng qua thì người dân thôn Trung Sơn đã phản đối dự án xây dựng nghĩa trang sinh thái tại địa bàn xã Bắc Sơn. Vụ việc chưa được rõ ràng, nhưng với sự đoàn kết của người dân, khi thấy công an ra lệnh bắt bớ người gắn ghép và những tội danh mơ hồ thường được áp dụng đối với những người phản kháng cưỡng chế, thu hồi đất, bồi thường không thỏa đáng hay là biểu tình chống các hành vi tạm lạm quyền sẽ làm cho người có quyền chức phải suy nghĩ lại khi chỉ trong vòng nửa tháng đã có 2 vụ người dân tấn công vào cảnh sát cơ động chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế chấn áp người dân. Vào năm 2014, Việt Nam nợ nần chồng chất, thưa quý vị. Theo báo Kinh doanh và Pháp luật, Thủ tướng Chính phủ vừa mới ký quyết định phê duyệt kế hoạch vay trả nợ cho năm 2014. Việt Nam sẽ vay đến 367.000 tỷ đồng và trả nợ 208.883 tỷ đồng. Cụ thể, với kế hoạch vay trong nước là 367.000 tỷ đồng, trong đó vay để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước là 197.000 tỷ đồng, phát hành trái phiếu cho đầu tư là 100.000 tỷ đồng và đảo nợ khoảng 70.000 tỷ đồng. Kế hoạch rút vốn vay nước ngoài là 4.520.000 Mỹ Kim và con số này tương đương với 95.800 tỷ đồng. Phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường vốn quốc tế thực hiện theo nghị quyết của chính phủ.
Cùng với kế hoạch vay thì ông Nguyễn Tấn Dũng cũng quyết định kế hoạch trả nợ của chính phủ năm 2014 là 208.883 tỷ đồng, bao gồm việc trả nợ trong nước là 159.683 tỷ đồng, trong đó phần chi trả nợ trực tiếp từ nguồn ngân sách nhà nước là 92.323 tỷ đồng và thực hiện vay mới để đảo một phần nghĩa vụ nợ đến hạn. Thưa quý vị, vào lúc 0 giờ ngày 10 tháng 4, đồng hồ nợ công thế giới Global Debt Clock của tạp chí The Economist đã điểm nợ công của Việt Nam vượt con số là 80 tỷ Mỹ Kim với tổng dư nợ cả năm tăng 11.2%, chiếm đến 48% GDP. Tính trên dân số 90.562 triệu người, mỗi người dân Việt Nam hiện nay đang gánh trên vai trung bình là 890 Mỹ Kim, tiền nợ tương đương với 20 triệu đồng mỗi người. Bệnh nhi nằm hành lang trong khi dự tính chi 150 triệu Mỹ Kim cho ASAP 2019. Thưa quý vị, tin từ Việt Nam, một cọc vào oxy dùng cho một người bệnh nay phải nối thêm ống dây cho một trẻ em khác thở. Bầy máy thở lúc nào cũng trong tình trạng chạy hết công suất. Chỉ có những người làm cha mẹ mới thấu hiểu tình cảnh của những gia đình bệnh nhi ấy. Con nhỏ ốm đau, không có giường bệnh, quá tải, chen chúc, từ 4 tới 5 trẻ em một giường. Sợ bị lây chéo bệnh sang nhau cho nên họ phải đi mua chiếu trải ra cho các bé nằm ngoài hành lang, nhìn mà thấy lòng nghẹn ngào. Bao nhiêu năm nay thì điệp khúc quá tải bệnh viện mãi vẫn chưa được cải thiện. Là vì lý do gì? Đặt chuyện dân thiếu bệnh viện, thiếu trường học lên một bàn cân, bên kia là con số hơn 150 triệu Mỹ Kim mà nghe đã tăng gấp đôi lên 300 triệu trong bản dự chi trong phiên giải trình trước Ủy ban Văn hóa Giáo dục cho Asian Games 2019. Thưa quý vị, các quan chức của các cán bộ có thấy xót xa hay không? Chính phủ có quyết dừng việc đổ tiền ra cho ASAP 2019 hay không? Và chắc chắn là không, bởi vì họ chỉ chăm chăm lo cho việc quảng bá và nâng cao vị thế hình ảnh của Việt Nam trước bạn bè năm châu bốn biển, lo cho phong trào thể thao nước nhà, lo thu hút khách du lịch, toàn là những lý do cao siêu. Nhưng người dân đang phải đói khổ, thì những lý do đó nghe có hợp lý hay không? Thưa quý vị, tiếp theo là phần tin thế giới cho hay nước trai Trung Cộng đã nhiễm chất độc gây ung thư và phần tin chi tiết ở Châu gửi đến quý vị như sau. Thưa quý vị, bản tin cho biết là người dân của thành phố Lan Châu đua nhau tới siêu thị nơi bán các nước tranh nhau giành mua nước chai sau khi mà chính quyền cho biết là chất benzene gây bệnh ung thư trong nước thành phố cung cấp cao hơn mức an toàn 20 lần. Chính quyền cho biết đã tìm thấy 200 micrograms trong mỗi lít nước, trong lúc mà mức an toàn là 10 micrograms cho mỗi lít. Tại một quận thành phố, nước cung cấp bị cắt đứt và chính quyền cảnh cáo đừng dùng nước thành phố cung cấp trong 24 tiếng đồng hồ. Một người dân nói rằng chính quyền phải gặp người dân để giải thích rõ ràng tình trạng, tránh làm cho người dân hoảng loạn. Hiện nay thì không có nước để mua. Chính quyền đưa ra một bản tuyên bố ngừng cung cấp nước qua những đường ống bị ô nhiễm và đang dùng chất carbon để hấp thụ chất benzin. Khám phá cho biết là chất benzin ô nhiễm nước thoát ra từ nhà máy hóa chất. Trung Cộng đã nhanh chóng phát triển nhưng đang trở thành một nước ô nhiễm nguy hiểm nhất trên thế giới. Lan Châu là thành phố kỹ nghệ nặng thuộc tỉnh Cam Túc có 3.600.000 dân, là một trong những thành phố bị ô nhiễm hạng nhất của Trung Hoa. Dự báo khí tượng cho hay cơn bão Ita đang đổ bộ bờ biển của tiểu bang Queensland. Thưa quý vị, miền Bắc của tiểu bang Queensland đang bắt đầu có mưa to và gió mạnh. Dân chúng đã nỗ lực chuẩn bị lần cuối cùng để chống lại trận bão Ita mạnh nhất trong vòng thời gian là 3 năm qua. Theo đài ABC, trận bão từ cấp 5 giảm sức mạnh xuống còn cấp 4, nhưng cũng sẽ tạo nhiều hư hại lớn. Chỉ huy trưởng cơ quan cứu hỏa và khẩn cấp tiểu bang nói rằng đây là một trận bão rất lớn, phải cực kỳ quan tâm. 1/3 nhà cửa thành phố Cooktown đã cũ trên 30 năm, cho nên sẽ bị hư hại nặng nề. Dân cư trong thành phố đã tỏ ra rất lo sợ. Thị trưởng Lee Johnson cho biết rằng Cooktown vào ngày hôm nay sẽ khác hẳn với Cooktown vào ngày mai. Trận bão sẽ đổ bộ vào Queensland lúc nửa đêm thứ Sáu hay rạng sáng thứ Bảy theo như ngày giờ địa phương, với sức gió là 295 km/h tại tâm bão và mưa đổ xuống vào khoảng 600 phân hay 23 inches. Có khoảng 9.000 người đã được di tản từ các trung tâm tạm trú. Trận bão sẽ làm sóng cao 4 mét đổ vào bờ biển. Tại thành phố Cairns, người dân giúp nhau dùng bao cát để tạo vệ nhà cửa và cơ sở buôn bán.
Còn tại các phi trường thì hành khách đang xếp hàng để mong rời khỏi Queensland trước khi cơn bão ập tới. Thủ tướng của Úc, ông Tony Abbott, gặp Tập Cận Bình. Thưa quý vị, tin từ Bắc Kinh, Tập Cận Bình đã đón tiếp Thủ tướng của Úc là Tony Abbott tại Đại sảnh đường Nhân dân. Sáng ngày hôm nay, Thủ tướng Tony Abbott đã nói rằng công tác tìm kiếm đang thu hẹp khoảng cách chiếc hộp đen của phi cơ chuyến bay MH370. Tuy nhiên, thì ông Angus Houston đang chỉ huy cơ quan giám sát công tác tìm kiếm đã nói với báo chí rằng sau khi phân tích âm thanh ghi nhận các tín hiệu nhận được, những lần cuối cùng không có liên hệ với hộp đen chiếc phi cơ chuyến bay MH370. Chiếc phi cơ của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích bí ẩn đưa tới sự tìm kiếm tốn kém chưa từng có trong lịch sử hàng không. Tập Cận Bình đã cảm ơn Úc đang dẫn đầu công tác tìm kiếm phi cơ mất tích chở theo 239 hành khách và nhân viên phi hành đoàn. Trong số này có 154 người Trung Hoa. Thủ tướng Tony Abbott cũng cảm ơn Trung Cộng và nói rằng chính quyền Trung Cộng là quốc gia đầu tiên đưa tàu thủy tới vùng biển Nam Ấn Độ Dương. Chuyến cộng du Bắc Á kéo dài một tuần của Thủ tướng Tony Abbott gồm có viếng thăm Nhật Bản, Nam Hàn và Trung Quốc. Trong ngày thứ hai vừa qua, thì Úc đã ký hiệp ước giảm thuế nhập cảng đối với Nhật, nhưng chưa có dấu hiệu là sẽ có thể ký một hiệp ước tương tự với Trung Cộng. Thương mại song phương giữa Úc và Trung Cộng mỗi năm khoảng 117 tỷ Mỹ Kim. Quay sang một bản tin khác cho hay, Việt Nam Hàn đang điều tra về các chiếc máy bay không người lái của Bắc Hàn. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay, thì Cơ quan Phát triển Quốc phòng Nam Hàn đã trình cho báo chí những chiếc phi cơ không người lái của Bắc Hàn đã rơi trên lãnh thổ Nam Hàn. Trong các tuần vừa qua, thì Nam Hàn đã tìm thấy 3 chiếc phi cơ không người lái của Bắc Hàn. Một chiếc rơi trên đảo Bạch Linh, một chiếc thì tìm thấy tại Pha Châu và một chiếc thì tìm thấy tại Tam Trác. Chiếc phi cơ tìm tại đảo Bạch Linh đã chụp 200 tấm không ảnh, trong đó có không ảnh Dinh Tổng thống Nam Hàn. Quân đội Nam Hàn bị chỉ trích là đã không thể phát hiện phi cơ không người lái của Bắc Hàn xâm nhập không phận và ngay cả bay trên không phận thủ đô. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nam Hàn cho biết là những chiếc phi cơ không người lái Bắc Hàn cũng đã chụp hình nhiều căn cứ quân sự Nam Hàn. Cảnh sát Đài Loan giải tán sinh viên biểu tình chiếm trụ sở Quốc hội. Thưa quý vị, tin từ Đài Bắc, cảnh sát Đài Loan đã trục xuất những người biểu tình chiếm cứ trụ sở Quốc hội được gọi là Lập pháp viện. Khoảng 200 người còn ở trong tòa nhà trong đêm qua, trong lúc đa số đã rời bỏ từ ngày thứ Năm. Người biểu tình đã đồng ý về nhà trong ngày thứ Hai sau khi Chủ tịch Quốc hội hứa hẹn nghiên cứu kỹ bản hiệp ước ký với Trung Cộng trước khi chấp thuận. Người biểu tình chiếm trụ sở Quốc hội là cuộc biểu tình chống Trung Cộng lớn nhất tại Đài Loan trong thời gian nhiều năm qua. Sau nhiều lần cảnh báo thì cảnh sát đã xông vào trụ sở vào lúc 7 giờ sáng ngày thứ Sáu. Nhiều người biểu tình đã bị cảnh sát cầm tay đưa lên xe. Theo như bản hiệp ước vừa ký kết thì Trung Cộng sẽ mở cửa 80 lĩnh vực dịch vụ cho Đài Loan và Đài Loan mở cửa 64 lĩnh vực đầu tư cho Trung Cộng. Chính phủ của Tổng thống Mã Anh Cừu nói rằng bản hiệp ước sẽ giúp cho Đài Loan phát triển, tạo công ăn việc làm, nhưng người biểu tình cho rằng bản hiệp ước giúp cho Trung Cộng tạo ảnh hưởng với nền kinh tế và nền dân chủ của Đài Loan. Thưa quý vị, bản tin sau đây cho biết cuộc giao chiến lớn đang xảy ra tại Syria. Video đưa lên các trang web xã hội vào ngày thứ Năm và thứ Sáu cho thấy là đang có giao chiến dữ dội xảy ra tại nhiều vùng ở Syria. Tại Đông Ghouta là một vùng ngoại ô thủ đô Damascus, xe tăng của dân quân đang tiến gần, chiếm giữ vị trí và nã súng vào những vị trí của quân đội chính phủ. Còn tại Tây Ghouta cũng là một vùng ngoại ô của thủ đô Damascus, phi cơ chính phủ thả bom xuống thị trấn Khan al-Sheikh. Hình ảnh từ vùng nông thôn Deir al-Zor cho thấy có nhiều xác dân quân của binh đoàn Al-Qadisiyat, là một binh đoàn nằm dưới sự chỉ huy của quân đội tự do Syria, được các nước Tây phương yểm trợ. Trong lúc mà dân quân không thừa nhận quân đội chính phủ đang thắng thế, thì ông Badr Jamus, là một thành viên Hội đồng Quốc gia Syria, nói rằng nếu Tây phương không can thiệp, tình trạng sẽ ngày càng bất lợi cho dân quân. Chiến tranh Syria đã làm chết nhất 150.000 người thiệt mạng, hàng triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa. Trong lúc quân đội Al-Assad được Nga và Iran cung cấp tài chính và vũ khí, dân quân thuộc nhiều nhóm khác nhau đã chia rẽ, thường giao chiến lẫn nhau. Tây phương cùng ngần ngại đang trang bị cho dân quân, sợ rằng vũ khí lọt vào tay những nhóm Hồi giáo cực đoan có liên hệ tới Al-Qaeda. Tổng thống tiệp khắc kêu gọi Liên Âu và NATO làm Nga nản chí. Thưa quý vị, tin cho biết là Tổng thống Milos Zeman của tiệp khắc đã nói trong ngày hôm nay rằng Liên Âu và NATO phải đưa ra những biện pháp có thể làm cho người Nga thối chí đối với Ukraine. Tây phương tố cáo Nga đang đóng 40.000 quân tại biên giới có thể xua quân qua miền đông của Ukraine, giống như là đã xua quân qua vùng Crimea. Tổng thống Zeman nói rằng ngăn ngừa hỏa hoạn luôn luôn ít tốn kém hơn chữa cháy. Ông ta nghĩ rằng Liên Âu và NATO phải can đảm đưa ra những biện pháp làm
làm cho Nga thối chí, bảo đảm không để lịch sử tái diễn. Nga không công nhận tăng quân tới biên giới Ukraine, nhưng tuyên bố là có quyền bảo vệ cho người Nga tại Ukraine trong trường hợp họ bị đe dọa. Sau đây là tin liên quan đến việc Thủ tướng Đức và Angela Merkel viếng thăm Hy Lạp. Thưa quý vị, Thủ tướng Đức và Angela Merkel đang viếng thăm Hy Lạp để chúc mừng nước này có thể quay trở lại thị trường tài chính sau 4 năm gián đoạn. Thủ tướng Merkel gặp các nhà kinh doanh Đức và Hy Lạp, nói chuyện với các nhà kinh doanh trẻ Hy Lạp trước khi gặp Thủ tướng Antonis Samaras. Chính phủ Hy Lạp đã huy động 7.000 cảnh sát để giữ an ninh cho chuyến viếng thăm này. Các đảng đối lập và các nghiệp các doanh nghiệp cũng đã bất chấp lệnh cấm và xuống đường biểu tình phản đối chuyến viếng thăm. Hy Lạp đã phải thi hành nhiều biện pháp thắt lưng buộc bụng, gồm có giảm lương, sa thải công chức, giảm tiền hưu trí, tăng thuế, cắt giảm ngân sách y tế và an sinh xã hội để có thể vay tiền cứu nguy của Liên Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế, tránh khai phá sản. Người Hy Lạp cho rằng Đức là nước đứng đằng sau những chính sách quá khắc khổ này. Sau 2 năm gần bị trục xuất ra khỏi đồng khu vực của đồng euro, và ngày hôm qua thì Hy Lạp đã có thể bán ra công khố phiếu 5 năm với lãi suất là 4.95%, thu hút được trên 20 tỷ euro từ 550 nhà đầu tư. Tây Phương trong vũng lầy nguyên tử Iran, hôm 9 tháng 4, các thương thuyết gia Iran đã cùng với những người tư nhiệm của Bộ 6 gồm có Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Tàu và Đức tại Hội nghị Geneva đang bắt đầu soạn thảo bản thảo ước dài hạn nhằm kiềm chế chương trình nguyên tử của Iran. Hai bên làm việc cực lực để có thể hoàn tất vào thời gian chót ngày 20 tháng 7 năm 2014. Tuy nhiên, khó khăn vẫn trùng điệp. Các vấn đề gây cấn nhất khi thương lượng với Iran gồm có chương trình phát triển và nghiên cứu máy ly tâm, mức độ tồn trữ uranium, tương lai lò phản ứng hạt nhân Agras vốn sản xuất đáng kể lượng plutonium chế bom nguyên tử và tương lai của nhà máy Pordow chuyên tinh luyện uranium trong lòng đất. Tây Phương tin rằng nhiều chương trình hạt nhân của Iran có ít tính chất dân dụng, vì thế Bộ 6 tìm cách kéo dài thời hạn mà Iran có thể chế tạo được một vũ khí nguyên tử. Theo Ngoại trưởng John Kerry, Iran chỉ cần 2 tháng. Tehran nhiều lần xác định không có tham vọng chế tạo vũ khí nguyên tử theo giáo lệnh của Đại giáo chủ Ali Khamenei ban hành vào năm 2015. Lằn danh đàm phán được Khamenei vạch rõ chẳng bao giờ từ bỏ hoạt động tinh luyện uranium và không đóng cửa bất cứ cơ sở hạt nhân nào. Nền kinh tế Iran chỉ nhờ vào tài nguyên hóa thạch nên gặp khó khăn do các đòn cấm vận kinh tế của Tây Phương. Vì thế, Tehran quyết định ngồi vào bàn đàm phán, cù cưa để giảm bớt áp lực cấm vận, đồng thời vẫn tiếp tục hoàn thiện chương trình sản xuất vũ khí nguyên tử. Đầu tháng 4 năm 2014, hãng tin Reuters cho biết Nga và Iran đang chuẩn bị hợp đồng dầu đổi hàng trị giá 20 tỷ Mỹ Kim, có thể làm giảm nhẹ áp lực kinh tế lên Iran. Do đó, Tổng thống Obama khó có thể hy vọng thuyết phục Iran tháo gỡ chương trình nguyên tử. Tehran cho biết hàng hóa trao đổi với Nga có thể có cả hệ thống phòng không S-300 để phòng thủ các lò phản ứng và máy ly tâm hạt nhân nếu đàm phán bất thành. Hoa Kỳ dựa vào Trung Cộng để kiềm chế chương trình nguyên tử Bắc Triều Tiên vẫn không có kết quả, nay dựa vào Nga để đưa Iran vào bàn đàm phán cũng chẳng đi tới đâu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin sinh hoạt cộng đồng về buổi lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Úc Châu. Xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Kính thưa quý vị, vào ngày 9 tháng 4 năm 2014, nhằm ngày 10 tháng 3 năm Giáp Ngọ, chúng tôi đang có mặt tại nhà thờ Quốc Tổ Fairfield, New South Wales, nơi đây ban nghi lễ tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh phóng sự sau. Nhằm tưởng nhớ đến những người đã mất, giỗ phải được tổ chức đúng ngày theo âm lịch. Ý nghĩa của lễ giỗ để nhắc nhở con cháu công lao của người đã đi trước. Sau phần sơ lược ý nghĩa của buổi lễ, ban tế bắt đầu những nghi thức của lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Thưa
đã diễn ra trong bầu không khí thật trang nghiêm. Lễ giỗ năm nay, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales, các hội đoàn, đoàn thể và quý đồng hương. Việt Nam văn hiến năm thứ 4893. Gây tan thương với quán hận triền miên, đưa dân tộc vào tận cùng đạo khổ, mất tự chủ, cúi đầu dân đất tổ, mất văn hiến, trị dân bằng bạo lực, mất tình người, dựng thể chế bất nhân. Tôi năm nay 86 tuổi, thế thành ra khi mà rời xa đất nước thế này thì được dự những cái buổi lễ như hai bà hay là giỗ tổ này, chúng tôi rất là sung sướng được dự lễ. Thì trời cho còn được ngày nào còn được dự thì có các em trở đi, các cháu nó trở đi. Thì thành ra tôi rất là sung sướng và rất là vui để được dự những cái cuộc giỗ tổ với lại các lễ của mình với tất cả đồng hương. Tôi cũng ước mong là ở bên này mà vẫn được dự được những cái này rất là quý hóa. Nam Hương tường trình từ Sydney xin kính chào quý vị khán giả. Và sau cùng kính mời quý vị theo dõi bản tin sinh hoạt cộng đồng về cuộc tiếp xúc của thượng nghị sĩ Tim Kaine với giới tiểu thương Việt Nam. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, ông Thượng nghị sĩ Tim Kaine đã đến văn phòng Westgate Realty Group vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014, để có một buổi tiếp xúc đặc biệt với các doanh gia tiểu thương và một số đại diện hội đoàn. Buổi tiếp xúc này được mở đầu với phần giới thiệu quý quan khách tham dự do anh Hoàng Linh đảm trách. Và chúng tôi ghi nhận là trong bài nói chuyện của ông Thượng nghị sĩ Tim Kaine, ông đã chia sẻ cùng với những cử tọa, vai trò của ông tại Thượng viện và những nỗ lực mà ông cùng với đồng viện đang cố gắng thực hiện, như là phát triển tiểu thương, đẩy mạnh giáo dục STEM, đối ngoại và đặc biệt là giúp cho những ai đang thất nghiệp và mọi người cùng có cơ hội về bảo hiểm y tế. Sau bài nói chuyện dài 45 phút của ông đã trả lời những thắc mắc của những cử tọa và sau đó là buổi tiếp xúc với giới truyền thông. Trong cơ hội này thì anh Hoàng Linh cũng đã có dịp tiếp xúc với Thượng nghị sĩ Tim Kaine để tìm hiểu về quyền lợi của những người thất nghiệp dài hạn, tiểu thương và y tế. The extension of unemployment benefits expired at the end of calendar year 2013, unfortunately, because we should still actually have these extra unemployment benefits. We have now reached a deal in the Senate between Democrats and Republicans. We will vote on that deal Monday night, and I think we will pass an extension of emergency unemployment benefits that will help families that are still struggling in a tough economy. Second thing we're grappling with is an effort to increase the minimum wage. The last minimum wage increase to $7.25 was done during the middle part of President Bush's administration, so it's now time to address it again. The proposal that we're looking at would increase the minimum wage to $10.10 over three steps. One would be in early 2015, one would be late in 2015, and then a third step in 2016. And over three steps, the minimum wage would be increased. I think that would be positive for the economy. It would affect about 28 million American workers. Sure. The healthcare ACA is very popular in the Vietnamese community. A lot of people benefit from this. How do we close the gap on the so that people who
don't make over a certain threshold are covered. That is also a lifeline for many of the struggling families as well. It is very important. The most important thing would be if Virginia could accept the Medicaid expansion, because that would enable Virginians who are working people, who are over 100% of the poverty level, but up to 400% of the poverty level, to be able to receive Medicaid with some sliding scale of payments. That would affect over 400,000 Virginians, and all these people are working people and their kids. So that's the first thing that could happen. As of today, nearly 10 million Americans are receiving health insurance through the Affordable Care Act. That's like the combined population of about 5 or 6 states. Cũng trong dịp này thì SBTN đã có dịp tiếp xúc với ông Vinh Nguyễn và ông Đỗ Quang Tỏa để tìm hiểu về những lợi ích của chuyến viếng thăm của Thượng nghị sĩ Tim Kaine đối với cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Hôm nay Vinh rất hân hạnh được tiếp đón Thượng nghị sĩ Tim Kaine của Virginia đến đây trình bày với trước một cái thính giả khoảng 76 người. Đây là một cái bước đầu để mà mình có cái liên hệ với ổng. Tuy là cái này cho người Á Châu, Thái Bình Dương, nhưng mà trong cái số thính giả ngồi đây cũng rất nhiều người là người Việt Nam, và rất đông người Việt Nam đứng lên hỏi ổng. Và đây là cái dịp tốt để làm quen với ông thượng nghị sĩ và những cái người staff của ổng, để sau này mình tiếp tục nói chuyện tiếp. Thì chúng tôi hy vọng đây là một cái dịp rất là tốt và mở đầu cho những cái buổi liên lạc và liên hệ với lại giới chức của chính phủ Mỹ. Sau khi ông thắng cử thì ông có hứa hẹn là mỗi hàng năm ông sẽ, hay là gần hơn, ông sẽ sẽ gặp được cộng đồng Việt Nam, cộng đồng Á Châu, để thứ nhất là nghe những cái tiếng nói của chúng ta, những vấn đề mà chúng ta liên quan đến chúng ta, để ông biết. Và do đó ngày hôm nay tôi thấy là những câu hỏi rất là hay đã đặt ra, nghĩa là gồm tất cả các lĩnh vực, từ tiểu thương cho đến vấn đề di trú, cho đến vấn đề giáo dục, cho đến vấn đề STEM, và liên quan đến cái vấn đề là nhà cửa. Đó là những cái vấn đề mà cộng đồng chúng ta đã rất là quan tâm đến trong những năm vừa qua, và nhất là không biết là cái tương lai, nghĩa là có thể sẽ sáng sủa hơn hay không. Do đó là ông Tim Kaine đã cho chúng ta thấy là ở trên quốc hội ông đã đang làm việc gì để tiếp tục giữ vững cái đời sống tốt lành cho chúng ta. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin ngắn Minh Thúy gửi đến quý vị. Minh Thúy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới. Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ màn ảnh của đài truyền hình SBTN Texas. Và tiếp theo chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với những hình ảnh tin tức từ Texas sau đây. Trần Anh xin thân ái kính chào quý khán thính giả của đài SBTN. Và hôm nay kính mời quý vị theo dõi một chương trình đặc biệt với một khách cũng rất là quen thuộc với đài SBTN, tức là Bảo Vinh. Xin chào Bảo Vinh. Chào anh Trần Anh. Và Bảo Vinh cũng xin chào tất cả những quý khán giả đang xem đài SBTN. Vâng, kính thưa quý khán thính giả, anh Bảo Vinh hiện tại bây giờ đang là con chiêu đầu đàn của đoàn thanh niên Đinh Tuân Hoàng trong vùng Dallas Fort Worth này. Đoàn thanh niên Đinh Tuân Hoàng là một trong những đoàn thể trẻ ở sinh hoạt ở trong cộng đồng Dallas Fort Worth. Và bây giờ thì anh Bảo Vinh sẽ nói sơ qua về một vài cái sinh hoạt của anh Đinh, của tổ chức Đinh Tuân Hoàng, cũng như là trong tương lai có những cái sinh hoạt nào thì trong tương lai có thể chúng ta sẽ có những cơ hội để cùng nhau chia sẻ với anh Đinh, anh Bảo Vinh. Trước tiên Bảo Vinh có thể nói giới thiệu sơ qua về đoàn thanh niên Đinh Tuân Hoàng, mục đích là làm gì, có những sinh hoạt như thế nào, để quý khán thính giả của chúng ta có thể hiểu thêm về đoàn thanh niên Đinh Tuân Hoàng. Vâng, cảm ơn anh Trần Anh. Thật sự cái thành lập của đoàn thanh niên Đinh Tuân Hoàng, cái mục đích của nó là tại vì trong cộng đồng của người Việt hải ngoại của chúng ta, cái phần sinh hoạt của giới trẻ thật ra là một cái khoảng trống cần phải được khai thác thứ nhất. Nên khi mà trong cái quá trình học của Bảo Vinh cảm thấy là cái vai trò của giới trẻ cần phải tích cực hơn, cần phải được hỗ trợ và ủng hộ nhiều hơn. Nên cái mục đích thứ nhất mà Bảo Vinh thành lập đoàn thanh niên Đinh Tuân Hoàng là như là cái môi trường để cho những người giới trẻ có một cái suy nghĩ gì đó. Tại vì trên căn bản cái mục đích mà Bảo Vinh soạn thảo cho đoàn thanh niên Đinh Tuân Hoàng là bảo vệ cờ vàng ba sọc đỏ.
Thứ hai là văn hóa của người Việt Nam của chúng ta. Và thứ ba là cái môi trường để cho giới trẻ cùng học từ những người bậc cha chú. Và cộng thêm là để là một cái nhịp cầu để bắt cho giới trẻ cùng đến với cộng đồng, gần gũi hơn với cộng đồng. Vâng, cảm ơn Bảo Vinh vừa rồi chia sẻ cũng như là giới thiệu thêm về những cái sinh hoạt của đoàn thanh niên Đinh Tân Hoàng. Cho tới giờ phút này, Bảo Vinh có những cái suy nghĩ, có những ưu tư gì đối với quê hương và đất nước hiện tại trong một cái tình thế mà hiện tại bây giờ Việt Nam đang ở nằm ở trong một cái tình trạng rất là nguy hiểm đối với giặc phương Bắc, đối với cái sự xâm lấn đã từ rất lâu lắm rồi chứ không phải là mới bây giờ, và càng ngày càng xuất hiện những cái hiện tượng làm cho thanh niên ở trong quốc nội đã bắt đầu dấn thân vào cuộc, nhưng mà trong khi đó thì thanh niên ở hải ngoại, đặc biệt là thanh niên ở vùng Đà Lạt, Phú Quốc của chúng ta thì có những suy tư, có những suy nghĩ như thế nào, điển hình là về vấn đề sinh hoạt chung thì Bảo Vinh có thể chia sẻ những cái quan niệm, những suy tư hoặc là những cái ưu tư của riêng Bảo Vinh như thế nào không? Đối với Bảo Vinh nói chung á, thì Bảo Vinh cũng nghĩ rằng là tất cả những người bạn trẻ mà đọc và hiểu biết được một phần tiếng Việt đều cũng có quan sát và cũng có một cái nhận định gì đó về đất nước. Cái đó nói chung. Nói riêng về Bảo Vinh, về cái tình hình đất nước là nó lâm vào một cái tình thế rất là bi đát. Thứ nhất là về cái tình hình như anh Trần Anh kể về giặc phương Bắc là Trung Cộng càng ngày lộ liễu những cái có thể nói những cái hành động khiêu khích về những cái vùng biên giới của mình, lãnh hải, lãnh thổ của mình. Và theo cái cảm nghĩ riêng của Bảo Vinh, cái đó đối với Bảo Vinh là một chuyện rất là buồn. Cái ưu tư của những người trẻ riêng cái vùng Dallas Fort Worth thì để mà đáp ứng được cái nguyện vọng cũng như là cái đường lối mà Bảo Vinh đang là dìu dắt cái đoàn thanh niên Đinh Xuân Hoàng đó, thì Bảo Vinh nghĩ rằng Bảo Vinh cũng như là các bạn bè cùng trang lứa có thể làm gì để mà chuẩn bị cho cái nhu cầu của tình hình đất nước trong Việt Nam cũng như là cái nhu cầu nói riêng ở cái vùng Dallas Fort Worth này. Bảo Vinh nghĩ rằng Bảo Vinh có những ưu tiên nào, có những cái ưu tư nào để có thể kêu gọi thanh niên, kêu gọi các thành phần bạn bè cùng trang lứa để có thể cùng với Bảo Vinh để mà làm một công việc nào đó giống như là cái lý tưởng mình đặt ra. Một những cái có thể nói, em có thể nói là một cái thí dụ như sinh hoạt vừa qua đó, đối với Bảo Vinh là cái màu bộ trê di, màu lính của người Việt Nam Cộng Hòa là những cái, có thể nói là những cái biểu tượng của một thời của mấy chú mấy bác, mà đối với Bảo Vinh khi mà đọc về sử là cảm thấy rất là hứng thú. Nên một trong những cái sinh hoạt gần đây nhất của Đinh Tiên Hoàng là trong cái phần sinh hoạt của nó là thành lập một cái toán hậu kỳ. Rồi trong đó là để hỗ trợ cho những cái phần sinh hoạt như gần đây nhất là hồi đầu năm, hồi Tết Nguyên Đán của chúng ta đó, lễ người Việt Nam là lễ thượng kỳ đầu năm, là đoàn thanh niên Đinh Tân Hoàng có đảm trách cái việc làm đó, là một cái có thể nói một cái đóng góp nhỏ nhỏ cho cộng đồng. Và đi trước tiên đó thêm một tí nữa là cái đem gây quỹ cho các thương phế binh, mà có thể nói từ dụng cụ đồng phục và sự may cắt xén lại bộ quân phục để cho nó nhìn thấy ôm cho nó nhìn đẹp như thời xưa đó, là có thể nói là những cái đóng góp. Thì trong những cái sinh hoạt như vậy, Bảo Vinh mong rằng là cái đó là những cái có thể nói là những cái việc làm, những cái đề tài cho những người bạn trẻ họ muốn tìm hiểu thêm. Thứ nhất về tại sao cái toán hậu kỳ là có cái cờ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, cờ vàng ba sọc đỏ như vậy, là mong rằng từ đó những người bạn tại sao họ nhận định là ồ tại sao chúng ta không có cầm cờ đỏ sao vàng mà tại sao chúng ta lại cầm cờ vàng ba sọc đỏ. Thì từ đó Bảo Vinh mong rằng là dẫn tới những cái đề tài như là học hỏi thêm về cái lịch sử của cờ vàng ba sọc đỏ. Tại vì cái mục đích mà Bảo Vinh
mới phải kể là hồi nãy về cái mục đích của sinh hoạt đó là bảo vệ cờ vàng ba sọc đỏ. Mà trước khi nói bảo vệ một cái biểu tượng gì đó thì cái người hay cộng sự của mình phải hiểu biết, chứ người cộng sự mình không hiểu biết về cái căn nguyên lý do tại sao mình làm như vậy thì tất cả những người cộng sự của chúng ta sẽ lần lượt họ phân vân, rồi họ dè dặt, rồi họ sẽ bỏ đi. Nên có thể trong tương lai là Bảo Vinh mong rằng Đinh Thiên Hoàng sẽ có những cái buổi hội thảo, có thể nói là những cái cuộc gặp mặt của giới trẻ và cộng thêm của những bậc cha ông, để có những cái kiến thức của những và kiến thức và kinh nghiệm của những người lớn có thể vừa trao đổi cùng với kiến thức của người trẻ. Việt Nam mình có câu là vô tri thì bất mộ đó, tức là nếu mà họ không hiểu, họ không biết thì có lẽ họ rất là khó để mà họ có thể yêu được cái gì mà họ đang làm. Thì nói riêng đối với Bảo Vinh thì có lẽ Bảo Vinh rất là hãnh diện trong cái công việc mà Bảo Vinh đang làm, nhưng mà những người cộng sự của Bảo Vinh thì Bảo Vinh có thấy rằng họ đã mến mộ cái lý tưởng cũng như là công việc họ đang làm, hay là họ đang gặp những cái trở ngại nào, hoặc là nếu có thì đó là những cái gì? Không biết là Bảo Vinh có cái kinh nghiệm đó hay không? Cái câu hỏi đó thì một phần Bảo Vinh cảm thấy là họ rất là hăng say về cái việc tập dượt, tại vì những cái động tác thao diễn căn bản của quân lực của thời Việt Nam Cộng Hòa là từ khẩu lệnh, từ những cái động lệnh và những cái động tác của mình nó phải ăn khớp nhau, nó đúng nhịp. Cái đó là một phần mà Bảo Vinh thấy là cái tinh thần của những người bạn trẻ. Nhưng mà trong cái đó, thật ra Bảo Vinh nhìn nhận là có những cái e dè, có những cái ngại ngùng về cái sinh hoạt. Thứ nhất là hai chữ chính trị. Vì có thể nói là hồi nãy anh em mình có nói chuyện về cái giới trẻ hiện tại trong cộng đồng, là chúng ta không phải chỉ có một thành phần, nhưng mà chúng ta có rất là nhiều thành phần trong cộng đồng. Mà mời gọi những thành phần đến sinh hoạt cùng chung với ta có thể nói là một cái chuyện khó. Có khi nó là một cái chuyện mình phải kêu gào và mình phải có thể nói mò kim dưới đáy biển để tìm những người nào đó, hay là mình tiếp xúc. Tại vì có những người bạn khi mà mình vừa tới tiếp xúc với họ đó là mình thấy cái phản ứng của người ta liền, là người ta thứ nhất họ trả lời bằng sự im lặng, không dám nhìn nhận về tôi muốn làm hay tôi không. Tại vì nếu mà họ đồng ý thì họ vì kẹt về cái phần sinh hoạt, tại vì có khi họ chưa hiểu phần cái sinh hoạt của mình như thế nào, và họ cảm thấy như là ủa tại sao mà anh này, anh thứ nhất anh ủng hộ về cái cờ vàng ba sọc đỏ mà anh lại sinh hoạt cùng chung với mấy bác mấy chú như vậy. Nên họ chưa hiểu một phần đó, và họ lại nghĩ lầm về cái sinh hoạt của mình là chính trị. Và chính vì cái ngộ nhận về hai chữ chính trị mới là có thể nói là cái trở ngại nhất của Bảo Vinh và đối với đoàn thanh niên để phát triển nó. Một mặt có thể là cá nhân, hay một mặt khác có thể là gia đình, họ sợ những cái liên lụy. Nhưng mà Bảo Vinh thấy mình sống ở một cái xứ tự do, mình có những cái quyền căn bản được bảo đảm bởi cái hiến pháp, luật và an ninh. Có những cái liên lụy đó chúng ta phải xem xét lại có đặt đúng chỗ chưa. Tại vì chính trị trên hình thức, anh em mình đang nói chuyện bây giờ, đang bàn về những cái kế hoạch hay đang suy nghĩ về giới trẻ, trên hình thức cái đó là cũng là chính trị. Tại vì mình có một cái suy nghĩ, hay mình có một cái nhận xét, hay mình có một cái lập trường gì đó là mình đã trên hình thức. Khi một người đã có một cái ý tưởng tạo ra như vậy, là mình đã tạo ra một cái chính trị. Cảm ơn Bảo Vinh đã chia sẻ những cái điểm ưu tư của Bảo Vinh trong những cái sinh hoạt vừa qua. Thì Bảo Vinh muốn nói gì đối với những thành phần trẻ của cùng trang lứa với Bảo Vinh? Cảm ơn Trần Anh. Thì có thể nói Bảo Vinh cũng mong rằng là tất cả những người bạn trẻ đang xem về cái chương trình ngày hôm nay, Bảo Vinh chỉ là bày tỏ những cái ý kiến cá nhân, hay là nói mình ý tưởng của mình là đúng và theo hết. Nhưng mà mong rằng á, mỗi người đều có một cái suy nghĩ, và mình
khi mà trưởng thành đó, phải biết cái vai trò của mình, cái quan trọng của mình trong xã hội là như thế nào. Tại vì khi mình học và mình thành đạt á, sau khi cái sự thành đạt trong xã hội là mình phải nhìn về cái cộng đồng, thứ nhất về cái cộng đồng bé nhỏ của mình và cái quá khứ của cộng đồng của mình, và mỗi người tìm về một cái giải pháp. Thì Bảo Vinh mong mỏi là tất cả những người bạn trẻ hay những bậc phụ huynh nào đó mong rằng con em của chúng ta đến gần gũi với cộng đồng, với văn hóa của mình á, nên tìm những cái đoàn thanh niên trẻ để mà thứ nhất để cho những người bạn trẻ đó tiếp xúc với những người trong dân tộc của mình, trong cộng đồng của mình, để thứ nhất trao dồi cái ngôn ngữ, cái văn hóa, và thứ ba là từ đó có những cái sinh hoạt thêm. Tại vì một phần sinh hoạt của Bảo Vinh hy vọng một mai này những người bạn trẻ tiếp ứng, những người bạn trẻ đến, họ tự tạo ra những cái ý mới, những cái sáng kiến mới, để làm sao mà cộng đồng của chúng ta lúc nào cũng mạnh và đoàn kết. Và hy vọng một mai này kiến thức mà chúng ta trao dồi đó sẽ một mai này đóng góp cho cái xây dựng cái quốc gia của chúng ta. Vâng, cảm ơn Bảo Vinh. Hôm nay thì chúng ta tạm dừng cái buổi nói chuyện đây, và hẹn với Bảo Vinh trong những cái đợt tới chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội, có nhiều cái đề tài hấp dẫn để chúng ta có thể chia sẻ với quý khán giả của chúng ta, cũng như là đối với các bạn trẻ. Vậy thì một lần nữa xin cảm ơn Bảo Vinh đã đến với cái chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa quý khán giả, ngày hôm nay thì chúng tôi không còn đủ thời gian để chúng ta tiếp tục những cái đề tài mà chúng ta đang nói chuyện, và hẹn với quý khán giả vào những kỳ tới. Kính chào quý khán giả. Kính thưa quý khán giả, những hình ảnh phóng sự từ Texas cũng đã kết thúc chương trình của đài truyền hình SBTN Texas ngày hôm nay. Hãy Nhi xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Xin kính chúc quý vị một ngày bình an và nhiều niềm vui. Xin thân ái chào tạm biệt. Về nhân quyền cho Việt Nam, xin hãy ủng hộ cho Human Rights for Vietnam Park. Chào quý khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Nhân quyền cho Việt Nam. Và hôm nay là thứ hai, ngày 7 tháng 4. Và trên đường dây chúng tôi có bác sĩ Thế Bình từ Washington DC, cũng như là anh Tường Thắng và anh Nguyễn Thanh Hà. Xin kính chào tất cả quý vị. Vâng, xin mời bác sĩ Thế Bình. Chào quý vị khán giả của đài SBTN, cùng kính chào luật sư Anh Tuấn và quý vị Anh Thường Thắng. Vâng, trong cái mở đầu tin tức vừa nói sơ về chuyện đấu tranh nhân quyền, thì chúng ta, những người đấu tranh cho những người dân chủ trong nước, chúng ta cũng có tin vui, đó là tiến sĩ luật sư Cù Huy Hà Vũ đã được phóng thích và đã đến Mỹ. Và xin cũng như chúng ta cũng được tin tức là đây là nỗ lực rất là đông, vận động tất cả bao nhiêu ngày tháng qua. Và về phía Hoa Kỳ thì như chúng tôi được biết, ghi nhận là Bộ Ngoại giao cũng có những thông báo cho một số những nhà đấu tranh dân chủ, và đặc biệt một số những nhà đấu tranh cho dân chủ ở tại DC biết về chuyện sự tự do của anh Cù Hà Vũ. Xin bác sĩ Thế Bình nói sơ cho chút xíu chúng tôi biết tin tức. Dạ vâng, kính thưa quý vị, trên đến nay thì chính thức cũng được qua Bộ Ngoại giao cho biết, hồi sáng nay chúng tôi có nhận được một cuộc điện thoại điện đàm chung với lại Bộ Ngoại giao, thì họ cho biết thông báo là ông Cù Huy Hà Vũ gia đình đã tới bên Mỹ sáng nay ở ngoài thị trường, và sau đó thì có những buổi tiếp xúc, và cùng được biết rằng là đến chiều thì gia đình của ông Cù Huy Hà Vũ và cá nhân ông Cù Huy Hà Vũ đã cùng đi với lại cùng tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và nhóm của bên People SOS. Thành ra sau đó thì chúng tôi đang mong chờ có những tin tức mới thêm về luật sư Cù Huy Hà Vũ, và xin chúc mừng cùng gia đình của luật sư Cù Huy Hà Vũ đã có được sự làm chủ này. Xin chia sẻ cùng quý vị. Vâng, và anh Tường Thắng cũng như anh Nguyễn Thanh Hà nghĩ thế nào về cái sự mà nhà nước Cộng sản Việt Nam nói chung là thả ra, chúng ta thấy là cái chuyện mà thả ra như vậy không có nhiều, mặc dù có sự nỗ lực đấu tranh rất nhiều từ cộng đồng thế giới, cũng như từ hải ngoại cũng như quốc nội, và cũng như phía Hoa Kỳ, đặc biệt chính phủ Hoa Kỳ, mà chúng ta thấy cái sự trả tự do những nhà tranh đấu dân chủ trong nước cũng không có nhiều. Đây là một trường hợp, và cũng như thể nói là một cái hồ sơ, một trong vài hồ sơ đầu tiên của
năm 2014. Xin luật sư anh Tường Thắng nói thêm về chuyện này. Dạ vâng, kính thưa quý khán giả, cũng như chúng ta cũng biết vào khoảng tháng 5 này đó thì sẽ có một cái buổi họp nhân quyền giữa phía bên Cộng sản Việt Nam và phía chính phủ Hoa Kỳ. Thì bây giờ chúng ta là trong khoảng cái tuần lễ đầu của tháng 4, thì có lẽ là để chuẩn bị cho cái buổi họp đó về phía nhân quyền thì phía bên Cộng sản Việt Nam họ đã quyết định trả tự do cho luật sư Cù Huy Hà Vũ như là một cái hình thức cho thấy là họ cũng tôn trọng vấn đề nhân quyền. Chúng ta cũng biết là cái việc mà đưa trả tự do và đưa đồng ý để cho ông Cù Huy Hà Vũ vào Hoa Kỳ đó, tức là phía bên Cộng sản Việt Nam đã coi như là đã đẩy được một cái mũi nhọn đấu tranh hoặc là một cái mũi chống đối ra khỏi Việt Nam. Và qua đó cùng lúc thì họ cũng được lợi thêm rằng là họ đã đáp ứng được những lời yêu cầu của phía Hoa Kỳ để cơ sở để mà giải quyết một số cái vấn đề trong vấn đề thương lượng của họ. Thì chúng ta có biết là mỗi lần nếu chúng ta nhìn lại cái quá trình trong quá khứ của phía bên Cộng sản Việt Nam, từ cái thời mà Cộng sản Việt Nam mới bắt đầu vào trong cái xin được vào cái tổ chức mậu dịch thế giới là World Trade Organization đó, thì chúng ta thấy là Cộng sản Việt Nam bắt rồi xong thả, bắt rồi thả, bắt rồi thả, cứ theo cái theo tuần tự lần lượt. Họ giống như đối với họ đó là một những người đấu tranh, đó là một cái món hàng để họ dùng để họ thương lượng với Hoa Kỳ để mà trao đổi một cái điều gì đó. Khi họ cần bắt thì chúng ta phải hiểu rằng là họ sắp sửa thương lượng một cái gì đó để họ thả. Đó là cái trường hợp chúng ta thấy trong quá khứ nó đã xảy ra nhiều trường hợp như vậy. Chẳng hạn như chúng ta thấy trường hợp của Linh Mục Nguyễn Văn Lý, phía bên Canada đã theo lời ông Nguyễn Thanh Hải, thưa ca sĩ phía bên đó cho biết là bên Canada đã có các can thiệp để đưa cho Trao Lý qua bên Canada chữa bệnh. Phía bên Cộng sản Việt Nam đồng ý cho đi nhưng mà Trao Lý không đồng ý đi, lý do rằng là Trao Lý biết rằng nếu đi thì sẽ không quay lại được. Và phía bên Cộng sản Việt Nam khi ông Nguyễn Thanh Hải đã đặt câu hỏi này đối với phía bên Cộng sản Việt Nam là nếu Trao Lý ra đặt chân tới Canada mà các ông có cho về hay không thì họ không trả lời. Thì chúng ta thấy rõ ràng là những người chẳng hạn như bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, chẳng hạn như ông Linh Mục Nguyễn Văn Lý là những người đã quyết định ở lại và không về. Chẳng hạn như luật sư Lê Công Định, trước đây chúng ta cũng đã nghe nói rằng là có những nguồn tin cho rằng là Hoa Kỳ đã đồng ý cho luật sư Lê Công Định qua Hoa Kỳ nhưng ông đã từ chối không đi. Thì cái vấn đề đặt ở đây đó là mình có muốn trở thành một cái món quà, một cái món gì đó để cho nằm giữa sự thương lượng như Hoa Kỳ hay Cộng sản Việt Nam hay không? Đó là cái tôi đang không có ý kiến về cái chuyện đó. Tuy nhiên nhưng mà công việc trước mắt là chúng ta phải làm, cái nỗ lực chúng ta phải làm là chúng ta còn nhiều nhà đấu tranh đang vẫn trong nước bị giam cầm như anh Liễu Cày, cô Đỗ Thị Minh Hạnh vân vân. Chúng ta vẫn làm tiếp tục còn hơn để cho những nhà đấu tranh này thả ra được có cơ hội đi chữa bệnh, cũng như là đó là vấn đề nhân bản. Chứ không thể như trường hợp như chúng thấy là những người phần lớn Cộng sản thả ra là bệnh tới nơi hoặc tới lúc về tới nơi nhà chết. Ví dụ như là trường hợp của giáo sư mới đây. Giáo sư Định đó. Giáo sư Đăng Định thì đến lúc mà thả ra thì sức của ông đã kiệt, và cách đây cũng hơn 2 tuần thì ông đã mất cùng với gia đình. Thì chúng ta thấy rằng đa số những cái người mà bị giam bởi vì một cái cớ về vấn đề nhân quyền, cũng giống như lên án Cộng sản về vấn đề đối với vấn đề Trung Quốc và xâm phạm lãnh hải và biên giới, thì chúng ta thấy rằng nhà Cộng sản đã tìm mọi cách để đàn áp những người đấu tranh về nhân quyền chúng ta. Cho nên chính ông dân biểu Edroy cũng đã lên tiếng rằng chúng ta còn phải để ý còn biết bao nhiêu người ở trong trại giam cũng giống như ở trong nhà tù Cộng sản, và chúng ta còn đang tiếp tục để đấu tranh về những người đó. Chúng ta thấy chẳng hạn như cái vấn đề mà nãy hai anh cũng vừa trình bày sơ qua về cái tin của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, thì chúng ta cũng thấy là cái áp lực của cộng đồng Việt Nam hải ngoại đã vận động liên tục từ lúc mà ông tiến sĩ Vũ đã bị bắt vào khoảng tháng 11 năm 2010. Cuộc mặt tuyệt thực để mà đồng hành với tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Trở lại cái vấn đề mà chúng ta vừa trước khi chúng ta nói về vấn đề mà cuộc họp sắp tới, về vấn đề mà gọi là đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sắp tới đây vào tháng 5, thì cũng chúng tôi xin một đi ngược một chút xíu để cho bác sĩ Thể Bình tường trình lại cuộc họp cách đây vài tuần với Bộ Ngoại giao về vấn đề hiệp ước thương mại xuyên Thái Bình Dương. Xin mời bác sĩ Thể Bình tóm tắt và tường trình lại cái buổi họp đó mà bác sĩ Thể Bình xuất hiện cũng như đại diện cho Vietnam for Progress cũng như là Human Rights for Vietnam Park vân vân.
Dạ, kính chào quý vị. Thì Irene cũng xin chia sẻ cùng quý vị một số những tin tức. Buổi họp vào ngày 18 tháng 3 ở Bộ Ngoại giao, buổi họp đó rất là có một cái chủ đề nói về vấn đề tương thuyết xuyên Thái Bình Dương của Mỹ cùng với Việt Nam và 11 quốc gia khác. Tức là trong cái buổi nói chuyện đó thì chúng tôi focus vào vấn đề Trans-Pacific Partnership, hay là nói vắn tắt là TPP. Như quý vị cũng đã biết, Việt Nam và 11 quốc gia khác đang thương thuyết về vấn đề vận động cho những cái thỏa thuận để mà có thể trao đổi buôn bán. Thì trong cái vấn đề đó chúng tôi nêu lên những cái khó khăn và những cái về những cái vấn đề nhân quyền ở trong Việt Nam để cho nhà chủ quyền cộng sản Việt Nam có thể phải được đặt ra những cái condition trước khi chúng ta có thể thương thuyết với họ về cái vấn đề TPP. Thì ở trong buổi họp hôm đó chúng tôi có nói chuyện với lại ông Deputy Assistant Secretary Busby, ông Deputy Assistant Tim Wedding của USTR là đại diện cho Bộ Thương mại của Mỹ, và Marta Prado cũng là từ USTR, và sau đó là chúng tôi có một số những cái người phía bên đấu tranh cho nhân quyền, giống như là của Human Rights Watch là ông John Sexton và ông luật sư Alan Thorstein là của Vietnam for Progress, cũng như cá nhân chúng tôi và cả ông Alex Sautam của Solidarity Center có mặt cùng với một số những nhân vật khác của Bộ Ngoại giao ngoài ông Scott Busby. Thì trong buổi nói chuyện này chúng tôi đã nêu lên được tất cả những gì chúng tôi quan ngại về đối thoại TPP giữa Mỹ và Việt Nam, và vấn đề nhân quyền phải được đặt lên hàng đầu trong những lần thương thuyết đó. Thì chúng tôi sẽ có thể cùng chia sẻ với quý vị sau, nếu luật sư Tuấn cùng anh Thành Thắng có những câu hỏi specific hơn cho chúng tôi. Vâng, và trong cái như tôi được biết thì cái đúng là những buổi gặp gỡ là bất sự mình cũng đã nỗ lực khi mà có được cái phía đại diện bên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách về vấn đề nhân quyền và lao động vân vân. Tại vì cái trong một cái mấu chốt của vấn đề mà thương thảo về mẫu hiệp ước mậu dịch xuyên Thái Bình Dương đó, cái vấn đề đang còn khuất mắc đối với phía Việt Nam và Hoa Kỳ, đó là vấn đề những cái quyền căn bản về những cái vi phạm nhân quyền, những cái quyền về lao động vân vân, quyền tự do lập hội. Và trong trường hợp này, như chúng ta biết, trong quá khứ lâu nay vấn đề thương thảo như vậy ngay cả Quốc hội Hoa Kỳ cũng không được biết nhiều, và những cái bản thảo cuối cùng tức là nó cũng rất nhiều vần trong phòng gọi là kín, và cũng rất được biết là khi mà bác sĩ Thái Bình đã cũng mời được bên phía gọi là những US Trade Representative, đó là người trực tiếp họ dính líu tới vấn đề thương thảo này, để nói chuyện và để bạc những cái vấn đề mà chúng ta đang nói nãy giờ liên quan đến vấn đề nhân quyền. Thì chút xíu là sau phần thông tin thương mại thì bác sĩ Thái Bình có thể nói thêm những phần đó khi mà có cơ hội để nói chuyện với các những vị mà đại diện cho vấn đề về bên phía thương thảo của Hoa Kỳ đó. Xin trở lại với phần 2 của chương trình Nhân quyền cho Việt Nam. Và bên phía đầu dây là bác sĩ Thái Bình từ Washington DC, và với anh em chúng tôi trong đài phòng thu của đài truyền hình SBTN. Vâng, trở lại bác sĩ Thái Bình. Trong cái khi mà đã có một cơ hội, bác sĩ Thái Bình có một cuộc gặp gỡ với Bộ Ngoại giao mà đặc trách về nhân quyền và lao động, cũng như bên phía US Trade Representative, đó là một cái cơ hội tương đối là để có thể trực tiếp để hỏi những vấn đề mà nhân quyền Việt Nam và những cái khúc mắc nào, và xin bác sĩ Thái Bình cho biết. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thì cái buổi họp đó rất là quan trọng, bởi vì những cái người của bên USTR có mặt trong buổi họp đó, họ chính là những người sẽ viết những cái thương thảo cho cái chương trình Trans-Pacific Partnership giữa Mỹ và 11 quốc gia, khi trong đó có Việt Nam. Thì khi mà chúng tôi có cơ hội để mà nói chuyện và làm việc trực tiếp với quý vị ở bên USTR cũng giống như là State Department, chúng tôi có nêu ra 4 cái bước để mà có thể tiến tới thương thảo với riêng là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trong vấn đề TPP này. Trước hết là chúng tôi lấy ra những cái condition đặc biệt mà cần phải có để có thể tiến tới được cái sự thương thảo này, đó là trước hết là phải có một cái respect cho human rights ở Việt Nam, và sau đó là phải có những cái vấn đề như là chống tham nhũng, phải có
những sự trong sáng, minh bạch khi làm việc, và chính quyền phải có những cái thay đổi cải tổ, nhất là về vấn đề economic, political hoặc là legal reform. Sau đó thì chúng tôi có đề cập tới specifically cho cái vấn đề Trans-Pacific Partnership, thì Việt Nam phải có quyền cho lập hội đoàn độc lập và được có một số những cái hoạt động của các civil society, tức là có những cái tổ chức xã hội dân sự để giúp cho có một cái tiếng nói của người dân độc lập, không có bị ảnh hưởng bởi nhà cầm quyền về vấn đề lao động. Và nếu trong trường hợp có những cái vi phạm về nhân quyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, nhất là vi phạm về lao động, thì chúng tôi cũng có những cái bước tiến tới, có những cái ví dụ như là có thể bắt buộc phải trả thuế cao hơn khi mà thương thảo trong cái vấn đề này, cũng giống như là có thể bắt lấy cái vấn đề quota, có nghĩa là nhập cảng và xuất cảng phải được theo dựa theo trên một cái số hàng hóa buôn bán nhất định nếu mà có những cái vi phạm nhân quyền đó. Và cuối cùng hết là nếu trong trường hợp vi phạm nhân quyền vẫn còn tiếp tục thì có thể bị loại trừ ra khỏi TPP. Vâng, một câu hỏi cuối cùng liên quan đến cuộc họp hôm đó, đó là như chúng ta biết những cái điều kiện đòi hỏi, những cái bổ sung và cung cấp những tin tức chi tiết của chúng ta khi họ có cơ hội gặp gỡ, thì chúng ta đã đưa những cung cấp những tin tức đó và cũng như những cái đó là phù hợp với trong cái tinh thần mà bên phía Hoa Kỳ cũng đòi hỏi. Thì bác sĩ Thái Bình có đặt câu hỏi vấn đề đối với phía Cộng sản Việt Nam, họ có những cái nhượng bộ hoặc họ đồng ý để cho cái vấn đề những một số đòi hỏi của Hoa Kỳ, đặc biệt là vấn đề như là cho thành lập nghiệp đoàn độc lập vân vân, thì vấn đề đó họ có trả lời cho bác sĩ Thái Bình không, hay là đó những điều mà tôi nghĩ là rất là thú vị. Bên của USTR thì họ rất là cũng đồng ý trong cái vấn đề phải có lập hội đoàn hiệp hội độc lập ở Việt Nam. Họ rất là cùng đồng ý trong cái vấn đề đẩy mạnh cái điểm đó, bởi vì đối với họ nó cũng là một cái điều quan trọng cho chính của những cái những cái nhà thương mại doanh nhân của bên Mỹ, bởi vì bên Mỹ họ cũng rất lo ngại là nếu không có những hội đoàn độc lập bảo vệ cho công đoàn ở bên Việt Nam đó thì nó sẽ ảnh hưởng xấu cho tới những cái thương mại của Mỹ ở bên này. Và ngoài ra, ngoài cái vấn đề đó và ngoài vấn đề nhân quyền đó, thì các nhà thương mại của bên Mỹ đó họ cũng quan ngại rằng là Việt Nam có thể không có tuân theo những cái luật lệ đúng của các buôn bán thương trường giống như là quốc tế, thì ra họ cũng không có muốn bị ảnh hưởng xấu trong vấn đề của buôn bán trao đổi như vậy. Vâng, rất là nhiều vấn đề mà tôi nghĩ chắc Việt Nam, vấn đề nhất là cái quyền mà cho phép lập hội độc lập, đó là một, tôi nghĩ là một điều khó nhất, cũng như là gần như là vấn đề bỏ điều 4 hiến pháp của họ. Thành ra tôi nghĩ câu trả lời chúng ta sẽ chưa có, và tôi không nghĩ họ dễ từ bỏ chuyện đó. Và trở lại cái phần xin thêm đó rằng là ngoài cái vấn đề lập hội đoàn đó, thì chúng tôi vẫn nhấn mạnh các vi phạm nhân quyền, và cái quan trọng nhất đối với chúng tôi khi nêu lên đó là các nhà đấu tranh dân chủ cũng phải được thả ra. Thì trong cái buổi họp của ngày 18 tháng 3 vừa qua đó thì họ cũng có cam kết rằng là đã có những cái vận động rất là nhiều đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để thả ra một số các nhà đấu tranh dân chủ đang bị cầm tù trong cái thời gian đó. Thì đến nay được tin là luật sư của Hà Vũ đã được thả ra, thì chúng tôi rất là vui, bởi vì đó là cũng là một cái dấu chỉ có cho thấy rằng là trong những cái thương thuyết này có một số cái tiến bộ như trên. Kính thưa quý vị cùng anh luật sư Tuấn. Vâng, chúng ta tạm ngưng cái vấn đề cuộc họp, tóm tắt có cơ hội chúng ta sẽ nói thêm về cuộc họp đó. Tuy nhiên, một cái vấn đề sắp tới sắp sửa đặt ra là vấn đề mà đối thoại về nhân quyền giữa Việt Nam Hoa Kỳ sắp sửa diễn ra đây. Và đặc biệt trong kỳ này, trước khi có sự đối thoại nhân quyền thì Bộ Ngoại giao cũng đã mời một số tổ chức NGO tham dự, gọi là cái tính cách là gọi là pre-Vietnam Human Rights, giống như là dialogue đó. Tức là họ chuẩn bị cho cái chuyện cuộc đối thoại này. Thì họ có mời những tổ chức NGO lớn như là Human Rights Watch, và trong này phía cũng chưa rất nhiều tổ chức khác, cũng như bên chúng ta sẽ chắc chắn sẽ có bác sĩ Thể Bình sẽ đại diện cho Human Rights Park, hoặc là tôi nó sẽ đi được. Thì vào thứ sáu này phải có bác sĩ Thể Bình. Dạ vâng, theo lời mời của Bộ Ngoại giao thì buổi họp này sẽ có mặt, sẽ có được xảy ra vào lúc 10 giờ sáng thứ sáu này, ngày 11 tháng 4. Thì trong
những cái lời mời của họ đó thì họ cũng nhấn mạnh rằng là đây là một cái buổi họp bàn tròn diễn ra hàng năm. Thì trong khoảng từ năm 2007 cho tới nay thì chúng tôi cũng đi họp những cái buổi họp này trước khi có cái buổi đối thoại nhân quyền của Mỹ và Việt Nam hàng năm. Mỹ và Việt Nam có đối thoại nhân quyền và cái đó đã được bắt đầu lại dưới thời của ông tổng thống Bush, George W. Bush vào năm 2006. Cho tới nay thì đã thay đổi cứ mỗi năm ở một nơi, ví dụ như là năm ngoái đã có xảy ra ở bên Việt Nam và năm nay sẽ xảy ra ở Washington DC vào giữa trung tuần tháng 5 này. Thì cái buổi đối thoại nhân quyền này của Việt Nam đó được quan tâm tới bởi vì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái thương thuyết của Trans-Pacific Partnership, tức là TPP. Và vì đó cho nên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chú ý rất là đặc biệt về vấn đề nhân quyền. Như quý vị cũng đã biết, cái Trans-Pacific Partnership sẽ không được thông qua nếu Quốc hội Mỹ không bằng lòng cho Việt Nam tham gia trong vấn đề này bởi vì những cái vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Cho nên cái buổi đối thoại nhân quyền này có một cái tầm quan trọng rất là lớn. Vâng, cảm ơn bác sĩ Thế Bình đã cập nhật cho tất cả quý khán giả đài truyền hình SBTN như chúng tôi. Và chúng tôi chắc chắn trong cái chương trình kế tiếp sau buổi họp này thì chúng tôi sẽ trở lại và cập nhật khóa cho quý vị biết về cái tiến trình cũng như diễn tiến của buổi họp mà sắp tới đây vào thứ Sáu. Và trước khi chấm dứt chương trình, chúng tôi cũng xin nói đến một tin vui, mà đó là do sự nỗ lực đấu tranh của tất cả rất nhiều hội đoàn dân cử vì dân cử cũng như ở Việt Nam for Human Rights Park, là quý vị như đã biết trong đúng theo nghị trình là thứ ba, tối thứ ba ngày 8 tháng 4 tại thành phố Irvine sẽ họp, và trong cái nghị trình đề nghị đó sẽ có sự kết nghĩa gọi là giao hữu giữa thành phố Nha Trang và thành phố Irvine, và kết quả sẽ diễn ra sẽ sau này tương lai sẽ có những quà cáp đi lại cũng như là có vấn đề chắc chắn những buổi tiếp tân sẽ có trao cờ cộng sản, và tạo ra một sự phản ứng rất là nhanh và lẹ trong vòng mấy ngày cuối tuần. Và bao nhiêu ngay cá nhân chúng tôi, ngoài những cộng đồng cũng như cá nhân đoàn thể chúng tôi cũng đã có những cái chương trình để vận động chuyện này và kêu gọi các vị dân cử để liên lạc trực tiếp với họ, và đặc biệt như Human Rights cho Việt Nam cũng đã viết thư trực tiếp cho các vị dân cử. Và chúng tôi cũng đã đưa ra những cái bản báo cáo về nhân quyền, vi phạm nhân quyền của Cộng sản Việt Nam cho các vị dân cử, tức là hội đồng thành phố tại Irvine biết, và chúng tôi đã đính kèm của những hoạt động của chúng ta. Và theo cái nỗ lực đó thì chúng tôi cũng nhận được cái memo từ thành phố Irvine của thư ký của ông Larry Egren, tức là người đề nghị cái nghị trình mà kết nghĩa với ba thành phố, là tức một thành phố của Trung Quốc, một thành phố của Pakistan và thành phố Nha Trang Việt Nam. Cuối cùng do sự phản đối và sự vận động của tất cả chúng ta thì ông này đã back down và đã xin rút lui cái thành phố Việt Nam ra khỏi cái chuyện mà bàn thảo đó vào tối thứ ba, tức là mùng 8 tháng 4, và chỉ còn lại hai thành phố là thành phố của Trung Quốc và thành phố của Pakistan mà thôi. Thì đó là một cái tin tức mừng, và chúng ta một lần nữa cảm thấy rằng những khi có những chuyện cần thiết và những đấu tranh chính đáng, cũng như những cái vụ trần truồng trước đây, thì tất cả mọi người đều tham gia trong cái nỗ lực vận động này. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả, và cũng như chào tạm biệt quý vị nơi đây. Và xin chào bác sĩ Thế Bình cũng như anh Tường. Trường Giang xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Diễn đàn Thanh niên hôm nay. Kính thưa quý vị, trước khi bước vào chương trình, chúng tôi có đôi lời phân ưu và chia buồn gửi đến gia đình thầy Đinh Đăng Định. Thầy vừa qua đời vào ngày 3 tháng 4 năm 2014, chưa đầy một tháng từ khi thầy được ân xá trở về từ nhà tù. Một nhà bất đồng chính kiến, một tù nhân lương tâm, thầy Định đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam bỏ tù vì các bài viết kêu gọi đa nguyên đa đảng, cũng như kêu gọi phản đối dự án khai thác bauxit tại Tây Nguyên. Là một giáo viên khóa, thầy Định đã chứng kiến được những tác động tai hại của việc khai thác quặng gây ra cho môi trường sống tại tỉnh Đắk Nông, quê hương mà thầy sinh sống. Thầy Đinh Đăng Định bị bắt vào tháng 10 năm 2011 và bị tuyên án 6 năm tù theo điều luật 88 của Bộ luật Hình sự, rồi là tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trên đường dây bên kia là anh Nguyễn Văn Thạnh, một blogger đến từ Đà Nẵng. Anh đã đến viếng thăm thầy vài ngày trước khi thầy qua đời, và anh Thạnh chia sẻ với chúng tôi qua hệ thống Skype sau đây.
Xin mời quý vị theo dõi. Xin chào anh Nguyễn Văn Thành ạ. Chào anh Trường Giang và xin chào quý khán thính giả của đài SBTN. Tôi là Nguyễn Văn Thành, blogger đến từ Đà Nẵng. Theo Trường Giang biết thì trước khi thầy Đinh Năng Định qua đời tại tư gia của thầy ở Đắk Nông, thì anh Thành có viếng thăm gia đình thầy. Anh có thể chia sẻ chuyến đi đến Đắk Nông của mình cùng chúng tôi thưa anh? Dạ vâng, rất sẵn lòng. Tầm một tuần trước tôi có về nhà để mà ổn định tinh thần cho bố mẹ tôi ở Bình Định. Sau đó thì tôi cùng với người bạn là anh Phan Đình Thành cả lên Đắk Nông để viếng thăm thầy. Thì chúng tôi bắt xe khách đi từ Bình Định lên thủ phủ của Đắk Nông là thị xã Gia Nghĩa. Sau đó chúng tôi được một người bạn ở trên đó đưa bằng xe máy và mướn thêm một chiếc xe ôm để đi về thị trấn Kiến Đức là nơi nhà của thầy. Trên đường đi về đó thì khoảng cách tầm khoảng 25 đến 30 km. Thì chúng tôi có đi ngang qua khu khai khoáng alumin Nhân Cơ, cách nhà thầy khoảng 7 đến 10 km. Thì trên đường đi đó thì có đoạn đường thì cũng tốt nhưng mà có đoạn đường rất là xấu, đang thi công. Và người bạn chở tôi đi thì có nói là khu này có rất nhiều người Trung Quốc và chỉ cho tôi cái hoàn cảnh của khu khai khoáng. Và tôi hỏi người bạn là có vào được đó không? Thì bảo là không. Người bạn tôi bảo là sắp tới sẽ xin vào làm công nhân để biết thử tình hình trong đó thế nào. Nhưng mà có lẽ chắc là rất khó khăn bởi vì người bạn tôi bảo là đa số là công nhân Trung Quốc. Đó là cảm nhận đầu tôi về Đắk Nông. Còn quá trình viếng thăm thầy thì chúng tôi đến nhà thầy cũng ở một vùng ngồi hô hẻo lánh, đường vẫn còn xấu và đường đất. Nhà thầy cũng là tôi nhìn thấy cái gia cảnh cũng là nghèo khó. Nhà thì làm từ những cái mảnh gỗ ghép lại và nền thì xi măng, tầng lợp tôn rất là nóng. Thì chúng tôi vào thăm thầy thì lúc này thì thầy không còn nói được. Nhưng mà thầy còn minh mẫn tỉnh táo và thầy có thể giao tiếp với chúng tôi bằng ánh mắt. Thì tôi thấy thầy nằm trên một cái giường, trên giường đỡ sẵn thau nước đỡ làm mát cho thầy cũng như đỡ thầy nôn. Vợ thầy thì đang ngồi bên cạnh để mà chăm sóc cho thầy. Thì chúng tôi đến để mà chia sẻ cái tình người cũng như là cái lý tưởng với nhau, nhưng mà rất tiếc là tôi đến hơi muộn nên là không còn trao đổi trực tiếp với thầy qua giọng nói nữa. Và chúng tôi chỉ có thể cảm nhận cái suy nghĩ, cái lý tưởng của thầy cũng như cái nỗi đau của thầy. Và chúng tôi có trao đổi thêm một vài vấn đề với người thân của thầy mà đại diện ở đây là cô Đinh Phương Thảo, là con gái đầu của thầy. Và sau đó thì chúng tôi ra về. Xin thưa với quý khán thính giả, đó là cái quá trình thăm viếng của tôi. Thưa anh Thầy, thì như anh vừa đề cập tới mỏ khai khoáng aluminum trên con đường đi đến nhà thầy Định. Và đây cũng là nơi mà thầy Định đã vận động và phản đối chính quyền cho phép công ty Trung Quốc khai thác. Anh có thể chia sẻ thêm được không? Vâng, thì theo tôi được biết trên mạng thì thầy cũng là người vận động và phản đối cái dự án này. Và trên mạng cho biết là thầy vận động được 3.000 chữ ký. Tôi từng là một người cũng có cái vài dự án hoạt động xã hội mà đi vận động người dân. Ví dụ như vừa rồi tôi có muốn vận động người dân để mà kiện các cái thủy điện xả lũ bừa bãi. Thì tôi biết rằng cái quá trình mà đi lại cũng như vận động để người dân họ ký vào một cái bản gì đó để mà phản đối chính quyền là đúng là vô cùng khó khăn. Thứ nhất là công sức đi lại cũng khó, thứ hai là người dân họ rất là sợ hãi. Mà vận động được 3.000 chữ ký như vậy là tôi nghĩ phải là một người có tấm lòng rất là thiết tha với quê hương đất nước, cũng như là có một sự kiên trì rất là lớn trong một gia cảnh là một người thầy giáo và còn rất là nghèo khó. Sau khi viếng thăm thầy Định về vài ngày và vào ngày 3 tháng 4 thì thầy Định qua đời, suy nghĩ đầu tiên của anh là sao? Vâng, suy nghĩ đầu tiên của tôi là tôi chia sẻ cái nỗi đau của thầy cũng như là của gia đình thầy. Một người mà có tâm lòng với đất nước, với người dân mà chết sớm không làm được cái việc của mình, đó là nỗi đau lớn nhất. Ngay cả tôi cũng nghĩ rằng nếu mà một ngày nào đó tôi bị bắt hay bị chết đi thì
cũng có lẽ là chấp nhận được, nhưng mà chi tiết là mình không làm được cái lý tưởng của mình thôi. Thì tôi nghĩ đây là có thể là một cái nỗi rất buồn khi thầy lâm vào bệnh tật và ra đi sớm. Và thứ hai nữa, tôi cũng có phần suy nghĩ về chính quyền. Thì nếu mà nói nặng thì căm thù thì cũng không đến nỗi, nhưng mà tôi thấy rằng họ đối xử quá sức là tàn bạo. Và thứ hai nữa thì nếu mà suy nghĩ về lợi ích nhóm thì tôi thấy rằng con người mà vì miếng ăn mà phải tiêu diệt người yêu nước, những người nói lên cái điều tốt hay là những cái điều mà gọi là quyền công dân được hiến định, để bịt miệng họ, để mà cố làm những cái dự án rồi gây ra hậu họa như là lỗ lã, ô nhiễm môi trường, thì thật là không thể chấp nhận được trong một cái xã hội văn minh mà con người đối xử với nhau như vậy. Thưa anh, vào năm 2011, tức là 3 năm trước khi thầy bị bỏ tù, thầy Định là một người mạnh khỏe. Wow, thì theo tin Trường Giang cho biết thì thầy cũng có một cái cơn bệnh tim nhẹ. Nhưng mà khi tới thời điểm thầy được cho gọi là chủ tịch nước cho ân xá đó anh, thì thầy trở về thì thầy Định đã bị ung thư dạ dày. Và cho tới khi thầy qua đời vào ngày 3 tháng 4 vừa qua, tin tức cho biết thì con gái của thầy Định đã nói là chị Đinh Phương Thảo chỉ có nói là chị không loại trừ khả năng là cha của mình bị đầu độc khi ở trong tù. Và theo Trường Giang biết thì trước khi đó, trước khi mà thầy còn có sinh lực để nói đó, thì thầy cũng đã nói là khi mà ở trong tù, thầy là thầy giáo khóa, thành ra thầy biết được với cái phần ăn, cái mùi vị nó khác như thế nào, thì cũng có hồ nghi như thế. Thì anh nghĩ sao về cái chết của thầy, thưa anh? Trong nhà tù họ đối xử với tôi vô cùng nghiệt ngã. Nhưng mà có hai điều mà tôi cần phải nói nhấn mạnh hơn, vì cái thời lượng, thời gian và về cái sức khỏe tôi không cho phép để nói nhiều. Điều thứ nhất đó là vấn đề bệnh tật ở trong bệnh viện, ở trong trại giam, từ khi bị bắt ấy, cho đến khi đi thi hành án, là họ không chữa trị một cách kịp thời và không chữa trị ngay từ đầu. Đây là cái điều báo động nguy hiểm nhất, thể hiện cái chính sách vi phạm nhân quyền, thể hiện cái chính sách ngược đãi tù nhân của chế độ này. Đấy là điểm thứ nhất cần phải lưu ý, cộng đồng phải lưu ý. Điểm thứ hai là không loại trừ những trường hợp bị đầu độc bằng hóa chất. Tôi phát hiện thấy cái đồ ăn, nước uống của tôi là có những cái mùi rất lạ. Là một kỹ sư hóa thì tôi biết đó là những cái hóa chất rất là nguy hiểm đối với cơ thể. Nhưng có điều khi tôi phát hiện ra thì đối với cơ thể tôi đã hơi muộn mất rồi. Đấy chính là cái nguyên nhân làm cho tôi, những cái chất đó làm cho tôi bị hủy hoại cái phần bài tiết này của cái quả thận này. Đó là những cái chất mà trong hóa học người ta gọi là cái muối amoni sunfat. Đó là thứ là phân bón để trồng cho cây, để bón cây, nhưng mà họ không biết là cố tình hay họ vô tình, hay là cái người phục vụ họ vô tình, mình không biết, họ đã đưa vào cái nước, nguồn nước uống của tôi. Và từ khi tôi phát hiện được ra thì tôi không dùng nữa. Hàng ngày tôi vẫn lấy về nhưng tôi không dùng nữa. Thật ra thì mọi lời nói của tôi lúc này chỉ là sự suy đoán logic của trí tuệ một con người thôi, chứ còn tôi cũng không có bằng chứng. Nhưng mà tôi đã từng bị công an câu lưu, rồi họ cho tôi vào một cái phòng, họ kéo cổng lại rất kín, rồi họ kéo màn rất kín để cho họ làm việc tôi, mà tôi không thể dùng quyền công dân của mình để phản đối với họ được. Và cũng như qua những cái chết, những cái vụ đánh đập của công an đối với những người bị đưa vào đồn, và qua những câu chuyện tôi nghe được, thì tôi thấy rằng cái chuyện hành pháp từ khi bắt giam cho đến khi đối đãi thì tôi rất là quan ngại về cái tính nhân đạo cũng như cái chuẩn mực luật pháp dành cho những người mà nhà nước cho rằng đã phạm tội. Thì tôi cũng rất là suy nghĩ như cái quan ngại vấn đề này. Và tôi có hỏi cô Đinh Phương Thảo là con gái của thầy, thì được cô ấy chia sẻ trong ngậm ngùi là hồi bố em bị tạm giam ở đây thì em có đến thăm và bố cho biết là bị đánh rất nhiều. Thì tôi nghĩ rằng cái này cũng có thể. Cái thứ hai nữa là trong quá trình giam giữ và đối xử thì tôi nghĩ rằng cũng không có thể mà kiểm soát được cái sự chuẩn mực cũng như cái nhân đạo trong cái quá trình đối xử với tù nhân, nhất là những tù nhân mà người ta cho rằng là chống đối đảng và nhà nước.
thì có thể là nó vừa là phạm tội, nhưng mà đồng thời thì những người giam giữ người ta với ý thức chính trị thì người ta có thể là coi như là một kẻ thù nữa, thì cũng rất là quan ngại trong cái chuyện đó. Còn cái chuyện ân xá thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái bước tiến trong cái tình người, cái đối xử của người cầm quyền đối với những người mà lâu nay được kết án là có hành vi tuyên truyền và chống phá lại đất nước, thì tôi nghĩ là họ đã làm một cái cử chỉ là thiện chí, là có thiện chí, cũng là đối xử một cách chuẩn mực rồi đó. Còn nhiều cái quan điểm cho rằng là ân xá là đỡ phủ bỏ trách nhiệm, thì tôi nghĩ là trách nhiệm của người cầm quyền là anh phải có trách nhiệm với việc là nước Việt dân, và cũng như là có trách nhiệm với lịch sử. Thì tôi nghĩ cho dù anh có làm gì đi nữa thì cái trách nhiệm đó nó vẫn còn, nếu mà điều này anh làm sai và người dân làm đúng và lịch sử sẽ phán xét anh, chứ cũng không thể mà rũ bỏ trách nhiệm được. Quan điểm của tôi là như vậy. Tôi nghĩ là mọi gia thiết thì nên tôn trọng và suy xét bằng lý trí. Thì tôi nghĩ là cái chuyện đầu độc của thầy thì thật ra thì tôi cũng chưa khẳng định được, nhưng mà đứng vào nhiều góc nhìn thì có lúc tôi nghĩ là cũng có thể, mà cũng tôi có lúc tôi lại nghĩ rằng nếu mình như vậy thì quá sức là bất nhân và tàn bạo. Bởi vì cái ảnh hưởng của thầy đối với cái dự án bưu xích rất là lớn, bằng cách là thầy đã thu thập được 3.000 ý kiến ủng hộ mình. Thì nếu mà đỡ thầy tồn tại trong nhà tù thì cũng là rất là khó khăn cho cái việc khai thác bưu xích để mà theo ý của họ, cũng như là không thể kết án thầy lâu dài, ví dụ như 17 năm như anh Trần Hình Duy Thức, thì chỉ 6 năm thì có thể là thầy được tự do. Mà nếu mà tự do trong ra tù trong khỏe mạnh, mà với bản tính, với cái lý tưởng của thầy, thì có thể là có những hành vi phản đối khác nữa. Thì tôi nghĩ là cái người cầm quyền người ta còn có thể nhiều toan tính, thì từ toan tính mới sinh ra động cơ. Cho nên là nếu mà giả thiết thầy đầu độc thì tôi cũng, quan điểm của tôi là cũng không loại trừ. Cảm ơn anh blogger từ Đà Nẵng, anh Nguyễn Văn Thạnh đã trả lời phỏng vấn của đài SBTN. Vâng, xin chào anh Trường Giang và xin kính chào quý khán thính giả của đài SBTN. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay lại sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị đã không rời khỏi màn hình và tiếp tục trong chương trình diễn đàn thanh niên hôm nay. Kính thưa quý vị, nhân dịp cha Lê Ngọc Thanh, một người cha thuộc dòng Chúa Cứu Thế từ Việt Nam viếng thăm thành phố Boston, chúng tôi có cơ hội được gặp cha. Thì rất bận rộn trong công việc của cha, nhất là cha phải đảm trách công việc truyền thông cho dòng Chúa Cứu Thế trên trang web www.đứcmẹ.tv. Cha cũng đã dành một thời gian ngắn cho Trường Giang để có cuộc nói chuyện sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. Lần đầu tiên Linh Mục đến đây, Linh Mục thấy thành phố Boston như thế nào? Thành phố Boston ấn tượng đầu tiên của lần này đối với mình là lạnh. Lạnh quá, tuyết nhiều quá. Nhưng đúng là cái thú vị lần đầu tiên mình thấy tuyết trong đời. Nên tuy là nó lạnh, nó quá sức của mình, nhưng mà rất là thân thiện, rất dễ thương, và gần như đáp ứng được cái mong muốn của mình được thấy tuyết, được đụng đến tuyết, nên rất là vui. Linh Mục có thể cho biết đời sống đạo người Công giáo hiện nay ở Việt Nam ra sao? Về đời sống đạo của Việt Nam hiện nay, của các tôn giáo nói chung, thì theo những quy định của nhà nước như hiến pháp, thì họ nói rằng là người công dân có quyền tự do theo và tự do không theo một tín ngưỡng tôn giáo nào đó. Đó là luật pháp như vậy. Và đời sống nhìn chung bên ngoài thì chúng ta thấy có vẻ cũng như vậy, cũng có vẻ có một cái gì đó. Bởi vì dân chúng họ đi lễ nhiều, rồi họ đi chùa cũng đông, nên nhìn cái bên ngoài thì thấy như vậy. Nhưng nếu mà đi sâu bên trong thì chúng ta thấy rằng là nó có nhiều vấn đề, đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa, nơi mà không có linh mục hoặc là không có nhà chùa. Tôi lấy ví dụ như trường hợp của cha Hoa ở giáo phận Kon Tum. Ngài chịu trách nhiệm mục vụ cho cái làng của người Sơ Đăng, là một người dân tộc thiểu số ở Kon Tum. Nhưng mà ngài không có nhà thờ ở đó. Thì ở làng đó có một người bị chết. Ngài đã đi đến để làm lễ an táng cho họ. Nhưng khi đi về thì đã bị nhà cầm quyền để cho côn đồ đánh và gây trọng thương cho ngài. Cái tự do tôn giáo khi nhìn bên ngoài với những nơi như Sài Gòn, Hà Nội, những nơi được nhà nước công nhận
tổ chức thánh lễ thì chúng ta thấy có vẻ nó rất là vĩ đại, rất là quy mô. Nhưng thật ra cái nhu cầu đời sống tâm linh thật sự của những người dân ở cái vùng sâu vùng xa và thậm chí ngay ở thành thị này cũng không được đáp ứng. Ngay tại thành thị không được đáp ứng là chúng ta thấy rõ là tất cả những cái quy hoạch về xây dựng khu dân cư mới như khu Thủ Thiêm là cái khu chuẩn bị xây dựng một cái lượng dân cư rất là lớn nhưng không hề có cái quy hoạch về nơi nào sẽ là cơ sở tôn giáo. Người Công giáo Việt Nam hiện nay sống dưới chế độ Cộng sản Việt Nam, họ đã và đang sống như các thánh tự đạo. Thế Linh Mục nhận định như thế nào? Đây là một lời khen tặng rất là đáng giá mà của anh chị em cộng đồng tặng cho những người Công giáo Việt Nam. Chúng tôi chân thành cảm ơn cái sự ưu ái và cái lời khen tặng của anh chị em. Nhưng trong thực ra thì đối với tôi, trong tư cách là một người Công giáo trước khi là một linh mục, thì thấy rằng là mình yếu đuối, mình hèn kém, mình tội lỗi. Và đặc biệt là mình cũng không có sức để đối phó với Cộng sản. Đối với chúng tôi, những cái gì mà chúng tôi có thể làm được, điều đầu tiên đó là chúng tôi nghiệm được Chúa muốn chúng tôi làm, và chúng tôi làm bởi sức mạnh của Chúa. Và vì như vậy chúng tôi vượt qua được những cái thử thách mà có thể người ta khiến cho người này người kia đổ máu, mà anh chị em giáo dân vẫn quyết định làm. Bởi vì điều mình làm không phải là điều mình muốn, mà là điều Chúa muốn. Và điều này nó trở nên một cái gì đó quan trọng hơn cho dân tộc Việt Nam của mình. Chúa đã muốn viếng thăm dân tộc Việt Nam và Chúa muốn giải phóng dân tộc Việt Nam. Vào mùng 5 tháng 2 vừa qua, Việt Nam được đưa ra kiểm tra và điều trần tại Geneva Thụy Sĩ. Phái đoàn ngoại giao Cộng sản trắng trợn nói rằng Việt Nam có tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Linh Mục nhận xét sao về việc này? Tôi có thể nói ngay rằng về tự do ngôn luận ở Việt Nam là hoàn toàn không có. Bằng chứng là trong năm vừa rồi là hàng loạt những blogger bị bắt vì đã diễn tả ý tưởng của mình trên trang blog. Và cái thứ hai rõ hơn đó là đến giờ phút này toàn bộ 700 tờ báo là do nhà cầm quyền quản lý qua các đoàn thể, tổ chức đảng và xã hội của họ, chứ không hề có một tờ báo nhà xuất bản tư nhân nào cả. Nên chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ cho chúng ta thấy rằng là không hề có tự do thông tin ở Việt Nam. Còn về vấn đề tự do tôn giáo như tôi đã nói vừa rồi đấy, tức là nó chỉ là cái bề mặt bên ngoài, bên trong sâu họ không nhằm đáp ứng cho cái sự phát triển tự do tôn giáo, cái nhu cầu tôn giáo của công dân. Những luật lệ của họ đưa ra như pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo cũng chỉ nhằm là giúp cho nhà cầm quyền làm sao quản lý và siết chặt tôn giáo, chứ không phải giúp cho công dân được thực hiện cái quyền tự do tôn giáo như hiến pháp đã hiến định. Rất vui khi biết được Linh Mục đến với Hoa Kỳ. Linh Mục có thể gửi lời chia sẻ gì đến với giới trẻ, đặc biệt là người Công giáo, trước hiện tình đất nước đang bị mất quyền tự do ngôn luận cũng như tự do tín ngưỡng, thưa Linh Mục? Các bạn trẻ thân mến, thật ra là cái thời điểm này các bạn có rất là nhiều cơ hội có thể thách thức được với nhà cầm quyền. Trước đây đó thì khi không có internet thì người ta nói rằng là không có báo là bó tay, không có cách nào để đọc được một thông tin nào khác. Nhưng bây giờ có thế giới internet rồi, là các bạn có thể lên internet để tìm đọc. Và thú vị ngày hôm nay với những trang blog và đặc biệt là các bay của Facebook, thì các bạn trở thành chủ bút, các bạn trở thành tổng biên tập, các bạn có thể đưa tin. Và các bạn phải lưu ý rằng là tin các bạn đưa rất là nhanh và nhiều người cũng rất mong đọc tin các bạn. Do đó các bạn cũng phải có trách nhiệm, đó là chúng ta cần phải đưa những thông tin tốt để góp sức xây dựng xã hội, xây dựng quê hương Việt Nam của chúng ta. Và quê hương Việt Nam của chúng ta, các bạn trẻ trong nước đang mong các bạn được chia sẻ với các bạn và muốn bắt nhịp cầu với các bạn. Chúng ta sẽ không bắt nhịp cầu được kiểu tay bắt tay với nhau ở Việt Nam và Mỹ thò qua nửa trái đất như vậy, nhưng chúng ta bắt tay nhau trên Facebook được. Hẹn các bạn trên Facebook. Chào các bạn. Thưa quý vị, cuộc nói chuyện giữa cha Lê Ngọc Thanh và Trường Giang cũng là chấm dứt chương trình Diễn đàn Thanh niên hôm nay. Thì Trường Giang rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và nếu quý vị có những câu hỏi nào muốn gửi đến chương trình Diễn đàn Thanh niên cũng như những cái đóng góp về ý kiến, thì quý vị có thể gửi vào email của chương trình Diễn đàn Thanh niên, đó là ddtnboston@gmail.com. Một lần nữa, Trường Giang xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.